lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý. Tô Yên, Sở Hướng Nam. Chương 311, ăn bám rất ngon. Vạn Nhất bị Tô Yên nhìn chằm chằm, mặt anh ta lập tức đỏ lên. Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, vừa rồi chính là nụ hôn đầu tiên của anh ta, sau khi nghĩ kỹ lại thì quả thực không quá tệ, ngược lại mềm mại đến lạ thường. Tính cách của Lâu Doanh như người phụ nữ mạnh mẽ, không ngờ rằng đôi môi của cô ta lại mềm mại, lại ngọt ngào đến vậy. Tô Yên nhìn thấy Vạn Nhất đỏ mặt, lại nghĩ đến cảnh Lâu Doanh hoảng sợ vội vàng chạy ra khỏi phòng huấn luyện, suy đoán nói cậu với Lâu Doanh, hai người, sẽ không phải là... Không phải. Vạn Nhất nhanh chóng bác bỏ, chị dâu, em về ngủ tiếp đây. Cậu đi đâu vậy, trong lòng cậu nhất định có quỷ. Tô Yên giữ chặt lấy Vạn Nhất, lộ ra khí chất người nhà mẹ đẻ, nói, tôi cũng chỉ có một đứa em gái là Lâu Doanh thôi, nếu cậu dám bắt nạt cô ấy, thì đừng trách tôi không khách sáo với cậu. Chị dâu, chị có cảm thấy có lỗi khi nói ra lời này không? Vạn Nhất giật giật vai của mình, nói, hai cánh tay này của em đều do cô ấy đánh gãy, ai bắt nạt ai chứ? Khụ khụ, Tô Yên ho nhẹ vài tiếng, việc bẻ gãy cánh tay này, quả thực có chút đối lý, đừng chuyển chủ đề khác với tôi hỏi là vừa rồi cơ, Lâu Doanh vừa chạy vừa khóc, chắc chắn là cậu bắt nạt cô ấy rồi. Chuyện khóc lóc này, Tô Yên nói một cách đương nhiên. Khóc ư, Vạn Nhất sửng sốt, không phải đến mức đó đấy chứ. Chẳng lẽ chỉ hôn một cái mà cô ấy thật sự khóc sao? Hai người hôn nhau, giọng nói hưng phấn của Tô Yên đột nhiên cất lên cao. Vạn Nhất vội vàng nói, chị dâu, nhỏ giọng một chút, suỵt. Trong lòng anh ta cảm thấy rất tội lỗi. Sau khi Tô Yên kinh ngạc xong, cười nhẹ đánh giá Vạn Nhất, không tệ, còn có triển vọng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vạn Nhất, chị dâu, đây chắc chắn là một sự hiểu lầm, chính xác mà nói, là Lâu Doanh cưỡng hôn em mới là người bị hại. Thật sao? Tốc độ, tôi muốn nghe quá trình. Tô Yên rất cao hứng, tò mò, nói chi tiết hơn đi. Tô Yên kéo Vạn Nhất ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, cô ngồi phía đối diện, nhìn Vạn Nhất, chờ Vạn Nhất nói chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng Vạn Nhất muốn nói, nhưng chuyện xấu hổ như này, anh ta không nói lên lời. Con mắt Vạn Nhất hoảng hốt không dám nhìn thẳng Tô Yên, do dự hồi lâu, mới nói, vừa rồi em suýt ngã, Lâu Doanh kéo em lại, sau đó hai đứa em hôn nhau thôi. Tô Yên vẫn đang chờ đoạn hôn nhau, nhưng anh ta lại không nói nữa. Tô Yên chớp chớp mắt, vẻ mặt một bộ chưa thỏa mãn, hết rồi. Hết rồi. Vạn Nhất, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, cơ hội tốt như vậy thế mà cậu lại bỏ qua. Tô Yên đột nhiên cảm thấy không thú vị. Cô không nên mong đợi rằng Vạn Nhất sẽ làm được chuyện kinh thiên động địa gì đó. Vạn Nhất run lẩy bẩy nói, chị dâu, chị đừng lừa gạt em, đây mà là cơ hội tốt à. Mẫu Dạ Xoa trở lại nhất định sẽ muốn tìm em để gây phiền phức, em nghĩ rồi, vẫn là đi lúc đêm thôi. Dừng lại. Tô Yên đứng dậy đi tới trước mặt Vạn Nhất, cô rất tò mò, bề ngoài của Lâu Doanh còn chưa đủ đẹp sao? Đẹp. Vạn Nhất không thể che giấu lương tâm để nói chuyện, bề ngoài của Lâu Doanh quả thật không chê vào đâu được. Tô Yên, vậy thì Lâu Doanh không đủ dịu dàng sao? Vạn Nhất cảm thấy đó là câu nói đùa, chị dâu, chị thấy như thế nào? Người dịu dàng có thể đấm đánh bao cát trong hơn một giờ được sao? Bản thân Tô Yên cũng cảm thấy Lâu Doanh không hợp với chuyện dịu dàng, lại chuyển đề tài, hỏi, nếu cậu không coi trọng Lâu Doanh nhà tôi, vậy tại sao lại muốn để cô ấy hiểu lầm mối quan hệ của cậu với Lãnh Phùng? Nếu hôm nay cậu không nói lý do tại sao, thì trở về tôi nhất định sẽ nói cho Lâu Doanh, hai người các cậu không phải loại quan hệ đó, gia cảnh của Lãnh Phùng tốt, tính tình tốt, lại có năng lực, mấu chốt là anh ta thuộc mẫu người mà Lâu Doanh thích. Hai người bọn họ mà ở bên nhau, nhất định sẽ rất xứng đôi. Vạn Nhất cảm thấy thật sâu, Tô Yên đang muốn bán Lâu Doanh cho anh ta. Tôi sợ rằng Lâu Doanh sẽ gài bẫy Lãnh Cục Băng. Vạn Nhất nói chắc nịch, tôi với Lãnh Cục Băng chỉ là anh em thôi, tôi cũng không thể nhìn anh em của mình đi vào hố lửa, nếu ai đó kết hôn với Lâu Doanh, thì nhất định trong nhà không có ngày bình yên. Sắc mặt Tô Yên có chút khó coi, ngay trước mặt cô nói xấu Lâu Doanh, đây không phải là đổ dầu vào lửa sao. Tô Yên chọc vào tay đang bó thạch cao của Vạn Nhất, nói cậu thực sự xứng đáng, nếu tôi là Lâu Doanh, nhất định sẽ ra tay mạnh hơn. Chị dâu, đau đau đau, nhẹ thôi. Vạn Nhất khoanh tay kêu to. Tô Yên lại chọc mạnh xuống, xoay người bước lên lầu. Vạn Nhất lẩm bẩm, đúng là hai chị em, ra tay đều độc ác như thế.
Sau khi Tô Yên rời đi, Vạn Nhất chậm rãi ngồi ở trong phòng khách, không biết qua bao lâu, đợi đến lúc anh ta đứng dậy chuẩn bị trở về phòng, vừa quay đầu lại đã thấy Hạ Phi chẳng biết xuất hiện lúc nào ở sau lưng. Vạn Nhất giật mình, Hạ Phi, tôi nói cả nhà nhóc toàn thích xuất hiện bằng cách xuất quỷ nhập thần à. Hơn nửa đêm không ngủ, nhóc ngồi xổm ở đây làm gì? Ngài Vạn, xem ra anh thật sự không ổn. Hạ Phi làm bộ giọng điệu người lớn, cũng đúng, nếu tôi là chú của nhóc, thật đúng là không quen. Vạn Nhất thở dài nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, Hạ Phi, nhóc còn nhỏ, không hiểu thế giới của người lớn đâu. Vạn Nhất dừng lại, sau đó tự cười một mình, kỳ thực đến chính tôi cũng không hiểu. Anh ta không hiểu rõ chuyện, nhưng lại thích chọc tức Lâu Doanh, dường như đã thành thói quen, ở đâu có Lâu Doanh xuất hiện, thì hoàn toàn không giống nhau. Lâu Doanh giống như một nồi nước sôi, nóng hôi hổi, khiến cho cả những người xung quanh cũng sôi sùng sục. Anh ta thực sự không muốn Lâu Doanh đến gần Lãnh Phùng, nhưng anh ta lại chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi mối quan hệ của mình với Lâu Doanh. Anh ta cảm thấy, cứ như thế này thì tốt rồi. Ngày hôm sau, Vạn Nhất biến mất, Lâu Doanh chỉ lẩm bẩm một tiếng, không ai biết cô ấy đang nói gì, sau đó cô ấy cùng Bạch Phi Minh đến cục cảnh sát để thực hiện một nhiệm vụ. Lục Cận Phong đi theo Tô Yên trở về nhà họ Lục để dưỡng thương, đã mấy ngày không thấy bé ba với bé tư rồi, anh rất muốn thấy. Vừa về đến nhà, hai tay trái phải của Lục Cận Phong ôm mỗi bên một đứa trẻ, không khỏi thở dài, vợ à, nếu là hai đứa con gái thì tốt biết bao. Tô Yên cầm sữa bột đi tới, ý nghĩ này của anh nên sớm dập tắt đi, anh sẽ không có đứa con gái nào đâu. Hai đứa trẻ dường như hiểu rằng cha chúng đang ghét bỏ chúng, hai đứa trẻ tròn xoe mắt. Lục Cận Phong vui vẻ, vợ à, em nhìn bọn nó này, tính tình này của bọn nó giống em như đúc, đều không phải là người sẽ chấp nhận thiệt thòi. Tô Yên cũng trợn mắt nhìn Lục Cận Phong, anh trông con đi, em đi đến công ty. Dù sao thì tập đoàn Yên Phong phải có người trông giữ. Chủ trên giấy tờ của công ty là Lục Cận Phong, nhưng Tô Yên là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất. Lục Cận Phong hiện tại chỉ có thể hồi phục ở nhà, cũng chỉ có Tô Yên đi đến công ty. Lục Cận Phong nhìn Tô Yên phóng khoáng lái xe Porsche đi, sau đó nhìn hai đứa trẻ trong tay, lập tức cảm thấy ăn bám cũng rất ngon. Tô Yên trực tiếp đến công ty, đậu xe xong, cô đang định lên tầng thì vô tình nhìn thấy một người quen. Cách đó không xa, Lục Thừa Mẫn đang phát tờ rơi, nhân lúc mệt mỏi thì ngồi trên bồn hoa nghỉ ngơi. Tô Yên đứng đấy nhìn một hồi, đi tới. Cửa hàng mới khai trương, mong các bạn đến ủng hộ. Lục Thừa Mẫn đưa tờ quảng cáo. Ngẩng đầu lên nhìn thấy là Tô Yên, nuốt xuống lời nói phía sau. Tô Yên nói, cho tôi một tờ. Lục Thừa Mẫn sửng sốt một chút, rồi mới đưa cho Tô Yên một tờ, cửa hàng tôi mới khai trương, có giảm giá. Đó là một cửa hàng bánh ngọt. Tô Yên hỏi, cậu mở à? Lục Thừa Mẫn gật đầu, đúng vậy. Lục Thừa Mẫn mở cửa hàng bánh ngọt, Tô Yên hơi kinh ngạc ngoài sức tưởng tượng. Cậu có dự định làm việc khác không? Lục Thừa Mẫn xấu hổ cười, hiện tại tôi không có kế hoạch gì cả, so với Lục Cận Phong, tôi kém quá xa, anh ta có thể lội ngược dòng sau một tháng nhà họ Lục phá sản, chị nhìn tôi đi, đến bây giờ có thể mở cửa hàng bánh ngọt là đã nỗ lực hết sức rồi. Chương 312, hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng sụp đổ. Lục Thừa Mẫn nói không sai, thực tế thì hầu hết mọi người dù cố gắng hết sức cũng chỉ có thể sống như những người bình thường. Lục Thừa Mẫn không còn thân phận cậu chủ của nhà họ Lục, cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Lục, Lục Thừa Mẫn đến công trường xây dựng để chuyển gạch, anh ta tiết kiệm một số tiền cùng hai cha con Lục Gia Hành, lúc này mới kết hợp mở một cửa hàng bánh ngọt. Lục Thừa Mẫn mới 30 tuổi, đã có tóc bạc rồi, da rẻ cũng trở nên thô ráp rất nhiều, không còn thanh tú như lúc còn sống cuộc sống an nhàn sung sướng trước đây nữa. Cậu có bằng thạc sĩ, có thể tùy ý tìm công việc. Sẽ tốt hơn là mở một cửa hàng. Tô Yên vẫn thực sự ngưỡng mộ Lục Thừa Mẫn, người bình thường trải qua những chuyện biến hóa lớn như thế, sợ rằng vẫn chưa tìm được phương hướng của cuộc sống, vẫn còn đang oán trách trong sự thù hận. Nhưng việc mở cửa hàng của Lục Thừa Mẫn cũng khá hấp dẫn. Với trình độ của Lục Thừa Mẫn, các xí nghiệp nhà nước với xí nghiệp nước ngoài đều có thể tùy ý vào được, Lục Cận Phong không hề chèn ép anh ta, Lục Thừa Mẫn có thể lội ngược dòng cũng không khó. Lục Thừa Mẫn không trả lời chủ đề này mà thay vào đó hỏi, Lục Cận Phong đã làm như thế nào? Anh ta đã tăng gấp đôi tài sản của mình chỉ trong một tháng. Anh ta thực sự rất tò mò, anh ta muốn biết sự chênh lệch của mình với Lục Cận Phong.
Tô Yên nhún vai cười, tôi cũng khá khó hiểu, anh ấy nói, tiền tài là số lượng, chơi đùa mấy lần cũng đủ rồi. Lục Cận Phong nói nghe rất đơn giản, nhưng người ngoài nghề thật sự không hiểu được. Lục Thừa Mẫn thậm chí còn nghe không hiểu. Xem ra sự chênh lệch giữa bọn tôi thật sự không phải là một chút. Lục Thừa Mẫn lại cầm thêm vài tờ đưa cho Tô Yên, với tờ rơi này, chỉ có thể được giảm giá 20%, có rảnh thì cứ tới thử đi, ở ngay phía đối diện. Được. Tô Yên trước giờ thực sự không thích nhìn thấy Lục Thừa Mẫn, nhưng Lục Cận Phong đã mở lòng với Lục Thừa Mẫn rồi, cho nên cô cũng không cần cố chấp với quá khứ làm gì. Khi Tô Yên bước vào công ty, cô đứng trước cửa sổ cao từ trần đến sàn, thực sự nhìn giống như một nữ tổng giám đốc. Nếu chuyện này ở cách đây vài năm, cô sẽ không bao giờ tưởng tượng được có ngày mình sẽ là nữ tổng giám đốc có giá trị hàng trăm tỷ. Tổng giám đốc Tô, ngài có chuyển phát nhanh. Thư ký Lâm Vi cầm một gói hàng chuyển phát nhanh đến. Đặt vào đi. Tô Yên nhớ tới tờ rơi của Lục Thừa Mẫn, cô đưa cho Lâm Vi, cửa hàng bánh ngọt mới mở này ăn khá ngon, có thể cùng đồng nghiệp đến để thử, nhân tiện. Sau này trong buổi trà chiều của công ty, tất cả bánh ngọt đều đặt từ cửa hàng này đi. Tô Yên đang giúp đỡ cho việc kinh doanh của Lục Thừa Mẫn. Vâng, Tổng Giám Đốc Tô. Buổi sáng Lâm Vi đi làm, cô ta cũng nhận được tờ rơi, biết cửa hàng kia là Lục Thừa Mẫn mở. Sau khi Lâm Vi đi ra ngoài, Tô Yên dùng dao mở gói hàng ra, lúc đầu cô không biết bên trong là thứ gì. Sau khi mở ra, Tô Yên nhận ra bên trong có một tờ giấy, ngoài cái đó ra, cũng không còn gì khác. Trên tờ giấy viết, hãy cẩn thận Tần Nhã Hân. Tần Nhã Hân không phải đã đi vào rồi sao, chỉ còn chờ bên tòa án kia mở phiên tòa xử án, tại sao lại có người dặn dò cô phải cẩn thận Tần Nhã Hân? Chữ trên tờ giấy bạc không phải viết tay mà là chữ in ra, không có cách nào phân biệt từ chữ viết ai là người viết. Thông tin liên lạc của người gửi có trên giấy chuyển phát nhanh. Tô Yên lập tức yêu cầu vệ hải kiểm tra địa chỉ, nhưng kết quả là không có người này. Có vẻ như tất cả thông tin đã điền là giả. Cho dù là ai gửi gói hàng chuyển phát nhanh đến, thì nhất định bên Tần Nhã Hân đã có chuyện gì rồi. Tô Yên gọi điện thoại cho Lâu Doanh, Tần Nhã Hân bên kia đang có chuyện gì vậy? Vẫn đang bị giam giữ ở trại tạm giam, coi như biết thân biết phận. Lâu Doanh nói, cô ta an phận một cách lạ thường, em nghe các đồng nghiệp nói, sau khi Tần Nhã Hân vào đây, không khóc hay làm loạn gì, vẫn đang ngồi thiền bên trong kia. Em nhìn cô ta đang giác ngộ đến mức muốn thăng thiên rồi. Đừng bất cẩn, chị nhận được tin tức, có thể bên phía Tần Nhã Hân có chuyện. Tô Yên thúc giục, em xem lại một lần nữa đi. Được rồi, dù sao em cũng không có việc gì, để em đi xem chút. Lâu Doanh cúp điện thoại, kêu gọi Bạch Phi Minh, hai người cùng nhau đến trại tạm giam. Trên đường đi gặp Lãnh Phùng. Lãnh Phùng hỏi, hai người các cô đang định đi đâu vậy? Đi xem Tần Nhã Hân. Lâu Doanh dừng lại, thăm dò hỏi, đội trưởng Lãnh, khi nào anh cho chúng tôi đi nghỉ? Hôm nay các cô có thể đi nghỉ, trong cục cảnh sát tạm thời cũng không sao, có chuyện tôi sẽ thông báo cho các cô, nghỉ hai ngày, có đủ không? Đội trưởng, anh thực sự dễ tính quá đi, đủ, đủ lắm. Lâu Doanh rất vui vẻ. Sau khi lái xe đi, Bạch Phi Minh nói, hai chúng ta đã từng bỏ phiếu, có thể nghỉ ngơi trong vài tháng, bây giờ anh ta cho cậu nghỉ ngơi hai ngày. Mà cậu đã vui thành thế này rồi. Việc này khác chứ. Lâu Doanh nói, ở đây có cảm giác thân thuộc. Phi Minh, cậu không nghĩ chúng mình thực sự thích hợp với công việc này sao? Bênh vực kẻ yếu, không những không bị lên án, mà còn quang minh chính đại được người khác ngưỡng mộ, thật tốt biết bao. Lâu Doanh, cậu dự định làm việc ở đây suốt đấy à? Bạch Phi Minh lo lắng hỏi, nếu một ngày chúng ta không thể ở đây nữa, cậu có thất vọng không? Phi Minh, cậu sao vậy? Cậu trở nên đa sầu đa cảm như vậy. Lâu Doanh tùy ý nói, nếu mình không ở đây được, thì sẽ có chỗ khác mình ở được. Bạch Phi Minh nhìn Lâu Doanh, không nói gì. Cả hai đến trại tạm giam, đưa giấy chứng nhận ra, Lâu Doanh rất nhanh nhìn thấy Tần Nhã Hân. Thật đúng như đồng nghiệp vừa nói, Tần Nhã Hân ngồi xếp bằng trong góc, nhắm mắt lại. Muốn thăng thiên hả, Lâu Doanh đột nhiên nói. Tần Nhã Hân mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Lâu Doanh một lúc, lại nhắm mắt lại. Để tôi thông báo cho cô biết này, phiên tòa sẽ được mở vào thứ hai tới này, hãy chuẩn bị ở lại đây trong 10 hoặc 8 năm đi. Tần Nhã Hân vẫn không nói gì. Lâu Doanh cảm thấy buồn chán, bị nhốt lại, có người canh giữ, Tần Nhã Hân chắc chắn sẽ không thể ra ngoài trừ khi cô ta biến thành một con chim và bay ra ngoài. Quên đi, Phi Minh, chúng ta đi thôi.
Trong kỳ nghỉ 2 ngày, Lâu Doanh vẫn muốn đi ra ngoài để có một khoảng thời gian vui vẻ. Bạch Phi Minh cuối cùng nhìn thoáng qua Tần Nhã Hân rồi cùng Lâu Doanh đi ra ngoài. Phi Minh, 2 ngày được nghỉ, vậy thì chúng ta đi về phía Nam, chơi 2 ngày, thế nào? Được, tối nay xuất phát luôn, mình có hơi không thoải mái, tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt, muốn trở về nghỉ ngơi một lát. Bạch Phi Minh nói, buổi tối đi sau. Được rồi, vậy cậu trở về nghỉ ngơi đi, mình đi mua chút gì đó, tiện thể đặt vé máy bay, 9 giờ tối lập tức đi luôn. Lâu Doanh là người không có kiên nhẫn, 2 người tách ra từ trại tạm giam, cô ta đi mua sắm còn Bạch Phi Minh thì quay về nghỉ ngơi. Đi được nửa đường, Bạch Phi Minh gọi một cuộc điện thoại ra ngoài, buổi tối 8 giờ, 2 người hẹn nhau ở cầu Ba Dặm. Màn đêm buông xuống. Tô Yên làm việc cả ngày, mệt mỏi cả người, đọc qua một bàn tài liệu cũng không dễ dàng gì, huống chi là xử lý chúng. Nhìn thời gian, đã gần 8 giờ, cô tắt máy tính, chuẩn bị tan làm. Tô Yên chưa tan làm, thư ký Lâm Vi vẫn luôn ở bên cô. Cả hai cùng nhau bước vào thang máy, thuận tiện trò chuyện về công việc làm ăn. Lúc này, Lục Cận Phong gọi điện thoại đến, làm nũng, vợ à, khi nào em về thế, anh không ngủ được. Tô Yên đột nhiên cảm thấy nổi da gà, Lâm Vi ở bên cạnh nghe thấy ông chủ bí mật nhà mình lại có dáng vẻ như vậy, biểu cảm đó, chưa nói cũng biết nó vi diệu đến mức nào, cái dáng vẻ muốn cười mà lại không dám cười. Tô Yên lẳng lặng liếc nhìn Lâm Vi, ngượng ngùng nói với Lục Cận Phong qua điện thoại, em đang nói chuyện với Lâm Vi, trong thang máy, em sẽ trở về ngay. Lục Cận Phong. Hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng sụp đổ trong nháy mắt. Chương 313, vì nước quên nhà. Lục Cận Phong biết cô sắp phải quay về rồi, nên không nói chuyện nữa, cúp điện thoại. Tô Yên lẳng lặng cất điện thoại vào trong túi, hỏi Lâm Vi, vừa nãy chúng ta nói tới đâu rồi? Nói tới dự án Bắc Hồ rồi. Lâm Vi nói, có tin đồn, phía trên có ý định lấp hồ, nếu lấy được công văn lấp hồ, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này. Hai người bước ra khỏi tòa nhà của công ty, Tô Yên lái xe của mình rời đi. Cô liếc nhìn thời gian trên mặt đồng hồ, đúng 8 giờ. Mí mắt đột nhiên giật rất mạnh, Tô Yên đột nhiên nhớ ra phải gọi lại cho Lâu Doanh. Điện thoại reo lên vài lần, vẫn không có ai trả lời. Muộn thế này rồi, đang bận cái gì sao? Tô Yên không nghĩ nhiều, khởi động xe đi đến nhà cũ của nhà họ Lục. Cùng lúc đó, trại tạm giam bên này đang rất nhốn nháo. Có người hét lên, có tù nhân vượt ngục rồi. Rất nhanh, tất cả các cảnh sát trực ban hôm nay bắt đầu hành động, hôm nay Lãnh Phùng tới đây để thăm một phạm nhân, đúng lúc gặp phải sự việc này. Lãnh Phùng kéo tay một vị cảnh sát lại hỏi, ai thoát vậy? Tần Nhã Hân, cái người không lâu trước đó bị bắt vì tội bắt cóc trẻ em và có ý định giết người, mới được đưa vào chưa bao lâu. Lãnh Phùng nhớ lại Lâu Doanh đã nói lúc sáng phải đi xem xét chuyện của Tần Nhã Hân, không ngờ mới chỉ có mấy tiếng, mà đã xảy ra thật rồi. Đưa tôi đi xem nơi giam giữ Tần Nhã Hân trước đã. Lãnh Phùng quan sát nơi giam giữ một lượt, ổ khóa không bị cạy ra, mà là có người từ bên ngoài mở ra. Lãnh Phùng tra hỏi, nhân viên canh gác đâu? Người canh giữ run rẩy lo sợ đi tới, đội trưởng Lãnh, hôm nay là do hai anh em chúng tôi phụ trách canh giữ, vừa nãy chúng tôi bị đau bụng, nên có đi vệ sinh một lúc, chỉ mất có 5 phút thôi, quay lại thì không thấy người đâu rồi. Cả hai người đều bị đau bụng sao? Trùng hợp vậy. Hai người canh giữ cũng rất buồn bực, phạm nhân lại chạy trốn ngay lúc ca trực của bọn họ, nếu việc này phải quy trách nhiệm, chắc chắn phải viết bản kiểm điểm, hình phạt cũng sẽ không nhẹ. Vào lúc này mà truy cứu trách nhiệm cũng không giải quyết được gì, Lãnh Phùng nói kiểm tra camera giám sát. Đã có một bộ phận lực lượng cảnh sát đi tìm phạm nhân rồi. Lãnh Phùng kêu người đi kiểm tra camera giám sát, nhưng màn hình giám sát đều là một màu đen, máy chủ hư rồi, không sửa được. Xem ra là có chuẩn bị xong mới tới cướp ngục. Lãnh Phùng đột nhiên nhớ ra, thủ đoạn này rất giống với cách Lệ Quốc Minh vượt ngục khi đó. Vụ Lệ Quốc Minh vượt ngục, hiện tại là do Lãnh Phùng phụ trách. Nếu như lần này bắt Tần Nhã Hân lại được, nói không chừng còn có thể biết được tất cả mọi chuyện, bắt giữ Lệ Quốc Minh. Cầu Ba Dặm. Bạch Phi Minh giao Tần Nhã Hân cho Lệ Quốc Minh. Chuyện tôi đồng ý với ông, tôi đã hoàn thành rồi, ông cũng phải giữ đúng lời hứa của mình, không được tìm tới Lâu Doanh nữa, với lại từ hôm nay trở đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không tôi nhất định sẽ bắt ông đem về. Lệ Quốc Minh cười, rất hài lòng với màn thể hiện của Bạch Phi Minh,
cô đúng là không phụ công tôi nuôi dưỡng cô bao lâu nay, chuyện lần này, cô làm rất tốt. Bạch Phi Minh mặt không cảm xúc, các người đi đi, bọn họ sắp đuổi tới đây rồi. Lệ Quốc Minh ra hiệu cho Tần Nhã Hân nhanh chóng lên xe, sau đó, ông ta nói với Bạch Phi Minh một câu, Phi Minh, vốn dĩ cô đã là người đứng trong bóng tối rồi, chúng ta đều là đồng loại với nhau, sớm muộn gì cô cũng hiểu câu này thôi. Bạch Phi Minh tôi không có tín ngưỡng, những gì Lâu Doanh muốn làm, chính là những gì tôi muốn làm, tín ngưỡng của cậu ấy, chính là tín ngưỡng của tôi. Nói tóm lại, trong lòng cô ta, Lâu Doanh quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Lần này Lệ Quốc Minh cũng đang nắm trong tay điểm yếu của Bạch Phi Minh, nên mới có thể khiến cho Bạch Phi Minh làm việc cho ông ta. Lệ Quốc Minh đem người đi trước, ông ta cũng không có ý định tha cho Bạch Phi Minh và Lâu Doanh, hai trợ thủ đắc lực này, nếu ông ta sở hữu được, thì càng giống như hổ mọc thêm cánh. Sau khi Lệ Quốc Minh rời đi, Bạch Phi Minh xem giờ, vội vàng quay về nơi ở của mình, cùng Lâu Doanh đi nghỉ mát ở phía nam. Bạch Phi Minh chưa đi được bao lâu, thì nhìn thấy Lâu Doanh đang dựa vào lan can bên bờ sông. Lâu Doanh! Bạch Phi Minh vừa sợ hãi vừa lo sợ, cậu biết hết rồi sao? Lâu Doanh lạnh lùng cười, cậu thực sự coi mình là đồ ngốc sao? Hai người làm chị em nhiều năm như vậy rồi, chỉ cần một câu nói, một ánh mắt hoặc một hành động, cũng có thể biết đối phương muốn làm gì rồi. Xin lỗi. Bạch Phi Minh cúi đầu. Lâu Doanh đi về phía cô ta, cực kỳ tức giận. Phi Minh, chúng ta quen nhiều năm như vậy rồi, trước giờ chưa từng nhận nhiệm vụ nào làm một mình. Chuyện cậu muốn cứu Tần Nhã Hân này, cậu giấu mình, thay Lệ Quốc Minh hành động, cậu thật sự khiến mình rất thất vọng. Cho dù biết là Bạch Phi Minh vì muốn tốt cho mình, nhưng Lâu Doanh vẫn rất tức giận. Cô ta giận vì Bạch Phi Minh bị Lệ Quốc Minh lợi dụng điểm yếu. Cô ta giận vì Bạch Phi Minh đã tự ý quyết định, giấu cô ta hành động một mình. Bạch Phi Minh im lặng, lúc này nói gì làm gì cũng vô dụng, đạo lý, trong lòng đối phương đều hiểu rõ. Sao lại không nói chuyện? Lâu Doanh tức giận, thở hổn hển, hai tay chống nạnh. Bạch Phi Minh nhìn cô ta, nói, Lâu Doanh, Vạn Nhất nói rất đúng, cậu thật sự có chút giống mẫu dạ xoa. Bạch Phi Minh, cậu bị Vạn Nhất mua chuộc rồi sao? Lâu Doanh tức giận trừng mắt. Bạch Phi Minh cuối cùng cũng không nhịn được mà cười lên, cho dù là mẫu dạ xoa, nhưng đó cũng là mẫu dạ xoa xinh đẹp nhất. Hứ, nói vậy thì còn tạm nghe được. Hết giận rồi, Bạch Phi Minh nhìn sắc mặt của Lâu Doanh. Đang rất giận. Lâu Doanh trừng mắt nhìn Bạch Phi Minh, để xoa dịu tâm hồn yếu đuối mỏng manh bị tổn thương bị lừa dối của mình, số tiền trong ngân hàng Thụy Sĩ của cậu chia cho mình một nửa đi. Không thành vấn đề, đưa hết cho cậu cũng được. Trong mắt của Bạch Phi Minh, tình chị em là vô giá. Không có chuyện gì có thể phá hủy mối quan hệ giữa hai người. Lâu Doanh để tay lên trán, chết thật, đưa giá lỗ quá rồi. Bạch Phi Minh hỏi, đi phía nam nữa không? Đội trưởng Lãnh đã gọi điện cho mình rồi, kêu hai chúng ta đi bắt Tần Nhã Hân. Lâu Doanh nói, mình đã báo tin cho đội trưởng Lãnh rồi, anh ấy đang phái người đi chặn Tần Nhã Hân với người đó lại. Người đó chính là chỉ Lệ Quốc Minh. Bạch Phi Minh kinh ngạc, cậu thật sự vì việc nước quên việc nhà rồi hả? Ông ấy đã đe dọa lên tới đầu cậu rồi, lần này là do ông ấy tự chuốc lấy phiền phức. Lâu Doanh không muốn nhắc tới Lệ Quốc Minh, mình gọi điện cho chị mình cái đã. Tô Yên đi tới nhà cũ của nhà họ Lục, đang chuẩn bị đi tắm, thì nhận được cuộc gọi của Lâu Doanh. Chị, tin tức của chị rất chính xác, tối nay Tần Nhã Hân vượt ngục rồi, là do Lệ Quốc Minh làm. Trong cuộc nói chuyện, Lâu Doanh không nói là do Bạch Phi Minh thả người ra. Tô Yên nghe được tin này, ngược lại còn không cảm thấy kinh ngạc, được rồi, chị biết rồi. Lục Cận Phong đóng sách lại hỏi, Yên Yên, sao vậy? Tần Nhã Hân vượt ngục rồi. Tô Yên nói, em mới chỉ nhận được tin tức vào sáng nay, quả nhiên tới tối thì xảy ra chuyện, em đang nghĩ, rốt cuộc là ai đã gửi tin tức này cho em kêu vệ hải đi điều tra rồi, không tra ra, vừa nãy Lâu Doanh nói như vậy. Hình như em đã đoán ra đó là ai rồi. Ai? Tiểu Duy. Tô Yên nói, trước đây em có gặp được Tiểu Duy, nếu như không phải là cậu ấy, vậy thì em thật sự không đoán ra đó là ai. Lục Cận Phong nói, xem ra Tô Duy cũng không phải là không biết đúng sai, Yên Yên, khi đó Tô Duy rời đi cùng với Lệ Quốc Minh, chuyện này có chút kỳ lạ, em có bao giờ nghĩ rằng liệu cậu ta có thể có lý do nào khác không? Em thật sự không nghĩ tới. Khi Tô Yên nghe điện thoại của Tô Duy, biết được cậu ta đi theo Lệ Quốc Minh rồi, cô tức đến mức muốn cắt đứt quan hệ với Tô Duy, làm gì có thời gian để nghĩ đến chuyện khác.
Lục Cận Phong, ý của anh là... Lục Cận Phong phân tích nói, trước đó Tô Duy đã bị Lệ Quốc Minh hãm hại, suýt chút nữa thì không thoát ra được, sau khi Lệ Quốc Minh vượt ngục, lại đưa Tô Duy đi, anh đang nghĩ, cho dù Tô Duy thiếu tình yêu thương của cha một lần nữa, thì cũng không thể thật sự nhận một phạm nhân làm cha chứ. Tô Yên nghe Lục Cận Phong nói, đôi mắt dần dần sáng lên. Chương 314, Lục Cận Phong mặc đồ giả gái. Tô Yên vội vàng hỏi, Lục Cận Phong, bên Hạ Vũ Hạ Huy kia có tin tức gì không? Lục Cận Phong lắc đầu, tạm thời chưa có, nơi cuối cùng mà Tô Duy biến mất là ở ngoài vành đai thứ ba, vùng ngoại thành kia không có giám sát, nếu thật sự phải tìm ra bằng được thì rất mất thời gian. Bỏ qua chỗ làm việc thì bên vùng ngoại thành kia có hơn trăm nhà, còn có khu cư dân, thị trấn, nếu thật sự muốn tìm ra được thì sẽ gặp khó khăn rất lớn. Lúc nên xuất hiện, anh ta sẽ xuất hiện thôi. Tô Yên cảm thấy cũng không thể buồn lo vô cớ quá, đúng rồi, hôm nay em thấy Lục Thừa Mẫn, anh ta mở một cửa hàng bánh ngọt, đang phát tờ rơi ở ven đường. Anh biết, Lục Cận Phong nói, buổi chiều Lục Gia Hành có mang ít bánh kem đến đây cho ông nội nếm thử, ông rất vui vẻ. Nghe ý của Lục Gia Hành, Lục Thừa Mẫn quen bạn gái, là cô giáo trong trường học. Sắp có chuyện tốt rồi. Thật, Tô Yên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước hai cha con này chuyên tâm gây dựng sự nghiệp, còn nghĩ sao mới có thể giết chết anh rồi để mình kế thừa tập đoàn Lục Thị. Anh mới chỉnh đốn bọn họ một trận như vậy mà bọn họ lại thật sự biết điều, bằng lòng chấp nhận cuộc sống của người bình thường. Lục Cận Phong thử đứng lên đi vài bước, sớm biết bọn họ cần phải chỉnh đốn lại thì anh đã sớm chỉnh. Thấy Lục Cận Phong đứng lên, Tô Yên huýt sáo một cái, tổng giám đốc Lục, đến sâu một phát, biểu diễn dáng múa gợi cảm quyến rũ của anh chút đi. Lục Cận Phong. Vợ à, em không sợ chồng của em sẽ kéo thêm đào hoa à? Không sao, đến một đóa, bà đây ngắt một đóa, đến hai đóa, ngắt cả hai. Tô Yên nhớ tới một chuyện, cô nói, đúng rồi, bikini em mua cho anh về rồi. Chồng à, anh muốn thử một lần không? Tô Yên lấy bikini ra, còn là màu đỏ vô cùng gợi cảm. Nếu mặc vào mà không thành quyến rũ vô địch thì cũng là cay cả con mắt. Vợ à, em đây là đang âm mưu hại chồng. Lục Cận Phong nhìn thoáng qua, run lập cập, không có cách nào tưởng tượng ra mình mặc vào sẽ thành cái dạng hình tượng gì. Chồng à, thử xem sao. Tô Yên cười nói, em muốn nhìn, mau đi đi. Anh Lục, yêu anh. Má ơi, đây chính là giết sạch. Một tiếng anh Lục khiến tim Lục Cận Phong đều tan chảy rồi. Lục Cận Phong nhéo nhéo cầm Tô Yên, mang theo sự cưng chiều lại dung túng, tiểu yêu tinh, thua dưới tay em rồi. Anh đi mặc. Thật sự đúng là cầu gì được nấy. Một tay Lục Cận Phong cầm lấy bikini đến phòng thay quần áo đổi đồ. Chồng à, anh thật tốt. Tô Yên bên ngoài chờ, trong lòng cô tràn trề mong đợi. Đợi mấy phút mà anh còn chưa ra, Tô Yên không chờ nổi nữa, đứng ngoài cửa phòng thay quần áo mà thúc giục. Chồng ơi, anh Lục, xong chưa? Xong rồi. Lục Cận Phong chậm chậm mở cửa ra, trong giây phút cửa mở ra kia. Tô Yên nhìn thấy Lục Cận Phong mặc bộ bikini màu đỏ này thì trực tiếp phụt cười. Ha ha, Tô Yên cười đến mức ngã trước ngã sau. Lục Cận Phong. Dáng người của Lục Cận Phong tương đối vạm vỡ, đường nhân ngư, cơ bụng tám múi. Đây chính là kiểu không thiếu thứ gì, còn lộ ra mấy phần hoang dã và gợi cảm. Dã tính người đàn ông chân chính thật đẹp. Vợ à, Lục Cận Phong ôm eo Tô Yên, có thể chọc Tô Yên cười thì dứt khoát không thèm đếm xỉa gì nữa. Anh quăng cho Tô Yên một ánh mắt quyến rũ, ra vẻ nũng nịu mà nói, em xem anh có đẹp hay không. Phụt, Tô Yên không ngừng cười như điên, anh giả gái chả giống chút nào. Phụ nữ mà có dáng vẻ vạm vỡ như anh thì sợ là không dễ gả ra ngoài. Người đừng nói như vậy mà, người ta rất xấu hổ đấy. Lục Cận Phong dùng một bàn tay che nửa mặt, diễn kiểu con gái thẹn thùng đúng là giống được mấy phần. Tô Yên cười đến mức đau bụng, Lục Cận Phong. Sao trước kia em không phát hiện ra anh gây cười như vậy chứ? Em quyết định rồi, điệu múa xinh đẹp này, anh chỉ có thể nhảy cho một mình em xem, không thể cho bọn họ xem, quá là có hại. Yên Yên, một tay Lục Cận Phong giam giữ eo Tô Yên, để chồng uống ngụm canh cho đỡ thèm. Lục Cận Phong, anh lại thế rồi. Tô Yên chợt cảm thấy hối hận, sao cô lại đi chọc Lục Cận Phong thế? Nếu vào nửa năm sau, lúc cơ thể đã khôi phục thì Lục Cận Phong còn có thể để cô xuống giường sao? Tô Yên nhanh trí, chồng à, hình như bé bà bé tư khóc, em đi xem sao, anh đi ngủ sớm chút. Nói xong, Tô Yên lập tức chạy nhanh như chớp.
Chạy ra khỏi phòng, Tô Yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn có con trai làm bùa hộ mệnh. Nhìn dáng vẻ chạy trối chết của Tô Yên, khóe miệng Lục Cận Phong hơi cong lên, tay sờ sờ chân. Sắp được rồi, cách ngày ăn thịt không xa. Một đêm này, Tô Yên ôm hai đứa con trai đi ngủ. Ban đêm, lúc bọn trẻ muốn uống sữa, bảo mẫu sẽ đến đưa bọn nhỏ đi uống sữa. Tô Yên ngủ một giấc đến 6 giờ sáng, cô rời giường đi rửa mặt. Hôm nay thuận đường đưa Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc đến trường học rồi đi công ty. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc được sắp xếp ở hai lớp khác nhau, chủ nhiệm lớp của Hạ Phi họ Lê, tên Lê Lan, là một cô giáo, dáng vẻ lịch sự xinh đẹp, sạch sẽ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, là kiểu người khiến cho người khác nhìn vào sẽ thấy rất thoải mái. Đưa Hạ Vũ Mặc vào lớp học trước, lúc Tô Yên đưa Hạ Phi đến cửa phòng học thì gặp Lê Lan. Cô Lê, chào buổi sáng. Hạ Phi lễ phép chào hỏi. Chào bạn Lục Cảnh Phi. Lê Lan cũng cười chào hỏi, sau đó mới nhìn về chỗ Tô Yên. Lê Lan đã từng thấy Tô Yên trên TV, tiệc rượu tập đoàn Yên Phong, ảnh chụp chung của hai người lên hot search. Lê Lan vốn tưởng rằng trên TV đã đủ xinh đẹp rồi, nào biết người thật còn đẹp hơn trên TV. Lê Lan cười rồi chào hỏi Tô Yên, bà Lục, xin chào, tôi là Lê Lan, chủ nhiệm lớp của bạn học Lục Cảnh Phi. Tô Yên khiêm tốn nói, tôi biết, con của tôi tương đối nghịch ngợm, làm phiền cô Lê rồi. Hạ Phi thản nhiên liếc nhìn Tô Yên một cái, vậy mà mẹ lại thật sự trợn mắt nói dối. Đứa trẻ thiên tài như cậu đây mà còn cần lo lắng ư. Lê Lan cười cười, bạn Lục Cảnh Phi rất thông minh, không khiến cho người khác nhọc lòng chút nào. Tô Yên lễ phép mỉm cười lại rồi nói với Hạ Phi, mau vào lớp đi, mẹ phải đến công ty. Dạ, mẹ, hẹn gặp lại. Tuy Hạ Phi không cần người đưa đón, nhưng cái loại cảm giác được mẹ đưa đi học vẫn là khá tốt. Tô Yên rời khỏi trường học, lên xe đến công ty, lúc còn đang ở giữa đường thì lại nhận được điện thoại của Lãnh Phùng. Theo bản năng, Tô Yên đoán được là vì chuyện của Tần Nhã Hân. Đội trưởng Lãnh, Tô Yên kết nối Bluetooth. Vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Bà Lục, Lâu Anh và Bạch Phi Minh gặp chút chuyện, cần cô đến đây ra mặt một chuyến. Giọng điệu của Lãnh Phùng rất nghiêm túc. Trong lòng Tô Yên lột bột một cái, mang theo tính thăm dò mà hỏi anh ta, đội trưởng Lãnh, xảy ra chuyện gì? Nghiêm trọng không? Nếu chỉ là Tần Nhã Hân vượt ngục, sao Lâu Anh và Bạch Phi Minh sẽ có việc? Tần Nhã Hân vượt ngục. Mà chuyện này, lại có liên quan đến Bạch Phi Minh. Lãnh Phùng nói, hai người bọn họ bị dẫn đi rồi, bà Lục cứ đến đây một chuyến trước đi. Vừa nghe thấy bị dẫn đi, Tô Yên vội vàng nói, được, tôi đến ngay. Đêm qua, trong điện thoại Lâu Anh cũng không nói chuyện Tần Nhã Hân vượt ngục có liên quan đến Bạch Phi Minh. Sao việc này lại liên quan đến Bạch Phi Minh thế? Nếu có liên quan, chuyện trước kia của Bạch Phi Minh và Lâu Anh bị đào ra, vậy còn gì nữa? Tô Yên nhanh chóng chạy vào trong cục, Lãnh Phùng ngồi chờ ở văn phòng. Trước mặt anh ta bày ra một phần tài liệu được giấu tên gửi đến. Bên trong đó, tất cả đều là chuyện Lâu Anh và Bạch Phi Minh đã làm trước kia. Cái tài liệu này, sau khi anh ta cầm trong tay, vẫn chưa đưa ra ngoài. Sau khi xem xong tài liệu, trong lòng Lãnh Phùng mãi mới có thể bình phục trở lại, hẳn là anh ta nên lập tức giao tài liệu ra, bắt Lâu Anh và Bạch Phi Minh. Nhưng hình như lại không có lý do gì, những chuyện Lâu Anh và Bạch Phi Minh làm đó. Đều là gần với ranh giới về mặt pháp lý, cũng không thật sự chạm đến vào pháp luật. Trái lại, trong lòng hai người này lại đầy ắp tinh thần chính nghĩa, cũng làm không ít chuyện tốt. Đội trưởng Lãnh, tình huống bây giờ là thế nào? Tô Yên vội vàng đến, đẩy cửa văn phòng ra. Chương 315, Bạch Phi Phi gánh vác mọi chuyện. Tô Yên cũng nhìn thấy tập hồ sơ trên bàn của Lãnh Phùng, cô không biết đó là gì. Nhưng như một lẽ đương nhiên, trước khi cô đến, Lãnh Phùng vẫn luôn chăm chú đọc tập hồ sơ đó. Lãnh Phùng ngẩng đầu lên, anh ta nhịp nhịp vào tập tài liệu để dưới bàn rồi hỏi, xin hỏi cô Lục, trước kia Bạch Phi Phi và Lâu Doanh đã từng làm những việc gì? Tô Yên không trả lời mà hỏi ngược lại, cấp trên đều đã biết cả rồi sao? Lãnh Phùng lắc đầu, tôi mới nhận được tập hồ sơ này lúc sáng, vẫn chưa giao ra. Tại sao đội trưởng Lãnh không giao ra? Câu hỏi này của Tô Yên khiến cho Lãnh Phùng nhất thời câm như hến không biết phải nói gì. Trước khi Tô Yên đến, anh ta vẫn luôn đắn đo về vấn đề này. Tô Yên nhìn thấy Lãnh Phùng đắn đo như thế thì nói, đội trưởng Lãnh à, ban đầu là do anh kêu họ đến làm, nếu như không phải vì vậy thì hai người họ đã tiêu giao tự tại rồi.
từ một người không muốn bị bó buộc lại cam tâm tình nguyện để cho anh dẫn dắt thì chắc anh cũng biết lý do là gì. Thật ra Tô Yên muốn bày tỏ rằng Lâu Doanh và Bạch Phi Phi là những người có trái tim nhiệt huyết, cho dù trước kia họ thật sự đã từng làm những gì nhưng đó cũng không phải là tội ác tày trời, phóng hỏa giết người, cũng không cần phải chấp nhất không buông như vậy. Luật pháp không thể vượt qua được tình người. Nhưng mà, lời này vừa lọt vào tai Lãnh Phùng thì liền thay đổi sang nghĩa khác. Vẻ mặt của Lãnh Phùng rất quái lại, buột miệng hỏi, chẳng lẽ hai chị em bọn họ yêu tôi rồi sao? Tô Yên. Lãnh Phùng nói, thật sự xin lỗi, tôi thật sự không biết chuyện này. Thật ra Lâu Doanh và Bạch Phi Phi, hai người đó đều vô cùng ưu tú, nếu như thật sự vì điều này mà đã kích đến nhiệt huyết của bọn họ, hay là xảy ra chuyện gì thì tôi cũng rất tự trách. Nhưng mà tôi là người thân mặc áo lính, không thể làm chuyện trái với bộ quần áo trên người mình được, không thể vì tình riêng mà làm việc trái với pháp luật. Tô Yên miệng cười mà lòng héo hon, đội trưởng Lãnh, cậu thật là hài hước đó. Việc này không thể nói chuyện bằng tư duy của người bình thường. Cô Lục à, Bạch Phi Phi thả Tần Nhã Hân đi mất, cái này gọi là biết pháp phạm pháp. Cho dù những thứ trong tay tôi không lọt ra ngoài thì chỉ cần dựa vào tội đó, Bạch Phi Phi cũng phải ngồi từ 3-4 năm rồi. Lãnh Phùng trao mày lại rồi nói, còn về phần của Lâu Doanh, cô ấy cùng vào với Bạch Phi Phi, quan hệ khăng khít của hai người họ cũng sẽ bị cấp trên nghi ngờ. Cứ coi như lần này không sao thì cô ấy cũng rất khó ở lại cục cảnh sát thêm nữa. Đội trưởng Lãnh, anh nói như vậy là chỉ nói về pháp luật, không nói đến tình cảm rồi. Tô Yên tức giận nói, lúc đầu anh gọi hai người bọn họ đến mà. Theo như lời anh nói thì anh cũng không thoát khỏi liên can đến việc này. Lãnh Phùng trầm ngâm, Tô Yên hầm hầm giận dữ, đội trưởng Lãnh, nếu như hai người bọn họ thật sự xảy ra chuyện, các người muốn bắt họ thì tôi cũng sẽ tìm người đến cướp ngục. Làm càn! Các người còn thật sự cho rằng đây là nhà trẻ sao? Trẻ con ra ra vô vô, đùa giỡn à? Được! Vậy chúng ta nói việc nào ra việc đó? Các người chắc chắn người thả Tần Khả Hân ra là Bạch Phi Phi sao? Lãnh Phùng trao mày lại, chắc chắn 90%. Tô Yên lại hỏi, vậy Lâu Doanh và Bạch Phi Phi đã từng làm mấy chuyện như phóng hỏa giết người chưa? Theo như tập tài liệu này thì không có. Vậy biểu hiện của hai người bọn họ trong thời gian gần đây thế nào? Có lập công hay không? Biểu hiện của họ rất xuất sắc, khiến cho đàn ông cũng tự cảm thấy hổ thẹn. Những câu này là lời nói thật lòng của Lãnh Phùng. Vậy chẳng phải là được rồi sao? Cục trưởng Lãnh à, bắt hai người họ chắc chắn là một tổn thất của các anh. Tô Yên nói. Khuôn phép pháp luật không phải vì muốn trừng phạt một người mà là muốn cải tạo một người, hy vọng họ hối cải trở thành một con người mới. Lãnh Phùng nhìn Tô Yên với ánh mắt phức tạp, trong lòng giằng xéo một trận bởi vì Tô Yên nói chẳng hề sai. Chỉ tội không phải là mục đích, hối cải trở thành con người mới là mục đích để hướng tới. Lãnh Phùng đứng dậy nói, trước tiên đợi kết quả thẩm vấn của phía bên kia cái đã. Cô Lục à, tốt nhất thì cô nên chuẩn bị tinh thần. Tôi cũng không muốn hai người họ xảy ra chuyện. Tô Yên hiểu rất rõ, bây giờ điều quan trọng nhất là chuyện Bạch Phi Phi thả Tần Khả Hân chạy thoát. Lãnh Phùng không giao tập tài liệu ra ngoài cũng đã là hết tình hết nghĩa rồi. Tô Yên đang chờ đợi, hy vọng có thể nhìn thấy mặt Lâu Doanh và Bạch Phi Phi. Cô đứng đợi gần 2 tiếng đồng hồ cuối cùng mới có thể gặp được Lâu Doanh. Lâu Doanh, em không sao chứ? Đừng lo lắng, có chị ở đây, chị sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Lâu Doanh lắc đầu, em không sao cả, người có chuyện là Phi Phi kìa. Con nhỏ ngốc đó, nó nhận rồi. Bởi vì Bạch Phi Phi đã nhận tội, gánh hết mọi chuyện lên người mình cho nên Lâu Doanh mới được thả ra nhanh chóng như thế. Lâu Doanh vô cùng ăn năn hối hận, tức đến nổi đấm một quyền vào tường, cũng tại em hết. Nếu như em không ham mê nhan sắc thì đâu có kéo Phi Phi đến đó, còn thật sự bị Vạn Nhất nói chúng nữa. Đám người xảo quyệt đó qua cầu rút ván. Bọn em như vậy là đưa cừu vào miệng cọp. Câu nói này của Lâu Doanh vừa khéo bị Lãnh Phùng từ bên ngoài đi đến nghe thấy. Cái câu ham mê nhan sắc đó đặc biệt khiến cho người ta giật mình. Lâu Doanh thật sự để ý đến anh ta rồi sao? Trong lòng Lãnh Phùng dâng lên chút niềm vui nào đó, nhưng vừa nghĩ đến chuyện chính mình gọi bọn họ đến đây, làm thành ra như vậy, anh ta cũng rất tự trách mình. Lâu Doanh, xin lỗi cô, Lãnh Phùng đi đến. Lâu Doanh liếc nhìn Lãnh Phùng với ánh mắt lạnh lùng, bây giờ các người thật sự quá xảo quyệt, vì muốn bắt bọn tôi mà cả kế mỹ nhân cũng dùng được. Lãnh Phùng, đây thật sự là một sự hiểu lầm, quá lớn.
Nếu như anh ta biết được trước kia hai chị em bọn họ làm những gì thì anh ta đâu có dám kêu họ đến chứ. Giờ phút này Lâu Doanh vô cùng phiền muộn, cô đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn với Lãnh Phùng. Đội trưởng Lãnh, nếu như các người không thả Phi Phi ra, tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Lâu Doanh, tôi muốn dẫn một người ở đây đi, mấy người các anh đừng có ai cản tôi. Lâu Doanh, cô đừng có làm càn. Lãnh Phùng đau đầu, hai chị em nhà này thật là không phải người nhà không bước vào cửa mà, suy nghĩ đều đơn giản thô bạo như vậy. Tô Yên hỏi, đội trưởng Lãnh, anh có thể sắp xếp cho chúng tôi gặp mặt Phi Phi được không? Bây giờ thì không được, quy trình vẫn chưa hoàn tất, hai người có thể trở về nhà đợi trước, có tin tức tôi sẽ thông báo cho hai người. Lãnh Phùng không hề nói với hai người rằng, Bạch Phi Phi đã bị dẫn đi nơi khác từ mười mấy phút trước rồi, bây giờ đến cả anh ta cũng không biết Bạch Phi Phi đang bị nhốt ở đâu. Hành động của cấp trên nhanh chóng như vậy, xem ra trên người Bạch Phi Phi vẫn còn có thứ gì đó có thể khai thác được, tuyệt đối không đơn giản chỉ là cướp ngục. Lâu Doanh hất hàm đầy bá đạo, nếu như các người dám động vào một đầu ngón tay của Phi Phi, tôi sẽ san bằng cả cục cảnh sát này. Tôi cho anh thời gian 3 tiếng, không gặp được Phi Phi thì tôi nói được làm được. Lâu Doanh quẳng lại một câu rồi bước nhanh ra ngoài. Lãnh Phùng căn dặn Tô Yên với vẻ mặt nghiêm túc, cô Lục, cô cần phải khuyên nhủ Lâu Doanh. Gây chuyện lớn ra thì không hề có bất kỳ lợi ích nào cho Bạch Phi Phi cả. Tôi sẽ cố gắng, Tô Yên cũng biết, một mình Lâu Doanh đấu với bọn họ sẽ rất thiệt thòi. Lâu Doanh và Tô Yên rời đi. Lên xe, Tô Yên nói, Lâu Doanh à, em đừng có kích động vậy. Chị kêu anh rể em đến rồi, chuyện này nên có chuyển biến, nếu như có thể bắt Tần Khả Hân trở về, nói không chừng có thể lấy công chuộc tội. Chị à, em sẽ không tự tiện đến đây đâu. Vừa rồi em nói như vậy là muốn dọa họ thôi. Tâm tư của Lâu Doanh trong thoáng chốc trở nên rất trầm ngâm, ánh mắt cũng dần dần lạnh lẽo. Đúng vào lúc hai người chưa đi được bao lâu thì sự tích trước kia của Lâu Doanh và Bạch Phi Phi đều đã bị phát tán trên mạng, vô cùng sôi nổi ồn ào. Trong một thời gian ngắn cũng khiến cho cục cảnh sát trở thành cửa sự chê cười, phải gánh chịu sự chỉ trích nặng nề. Có không ít cộng đồng mạng mắng chửi ở phần bình luận với ý kiến nặng nề, cương quyết đòi bắt Lâu Doanh và Bạch Phi Phi. Dư luận nghiêng về một phía, phát triển mạnh mẽ khiến cho người ta trở tay không kịp. Chương 316, đêm khuya gió lớn mỹ nhân kế. Do có dính líu đến chuyện của Lâu Doanh và Bạch Phi Phi mà Lãnh Phùng cũng bị đình chỉ công tác tạm thời và tiếp nhận điều tra. Sau khi Lâu Doanh nhìn thấy những tin tức trên mạng chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó vác túi sách lên, một mình lặng lẽ đi khỏi nhà họ Lục. Cô không thể liên lụy đến Tô Yên. Lúc này Tô Yên đang thảo luận với Lục Cận Phong xem phải giúp Lâu Doanh như thế nào, căn bản vẫn chưa biết Lâu Doanh đã bỏ đi rồi. Tô Yên đọc được mấy bình luận trên mạng, hầu như không có ai nói giúp cho Lâu Doanh và Bạch Phi Phi cả, cô cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Lục Cận Phong, anh có thể điều tra được ai tung tin ra không? Tô Yên tuyệt đối không tin do Lãnh Phùng làm. Nếu như Lãnh Phùng thật sự muốn làm như vậy thì sẽ không đợi đến bây giờ, hơn nữa chuyện này bị bại lộ cũng không có lợi ích gì cho anh ta cả. Lục Cận Phong đáng để tay trên bàn phím, điều tra địa chỉ IP của đối phương, vẻ mặt rất nghiêm túc, rất nhanh chóng đã tìm ra. Yên Yên, lại là vùng ngoại ô, Lục Cận Phong suy nghĩ rồi nói, lúc trước Tô Kiệt biến mất ở ngoại ô, tiếp theo đó chuyện của Lâu Doanh và Bạch Phi Phi bị bại lộ. Chỉ e chuyện này chỉ có tên đó làm thôi. Lệ Quốc Minh, Tô Yên đi đến trước máy tính, liếc nhìn địa chỉ IP, đôi mày cũng trao lại, hổ dữ không ăn thịt con, ông ta hại Lâu Doanh như vậy, mục đích là gì? Hai người đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh chóng Tô Yên đã phát giác ra. Không phải ông ta muốn hại Lâu Doanh mà muốn ép Lâu Doanh đi theo con đường của ông ta. Bản lĩnh của Lâu Doanh và Bạch Phi Phi không tệ, chuyện này sẽ như hổ mọc thêm cánh với ông ta. Tô Yên vô cùng tức giận, thật độc ác. Bây giờ anh kêu người lần theo địa chỉ IP tìm người, nhưng chắc là không có nhiều hy vọng lắm. Nói không chừng người đã sớm đi nơi khác rồi. Tô Yên bỗng nhiên nhanh trí, trong lòng nảy ra một kế, ông xã à, chúng ta bị động như vậy bị bọn họ dắt mũi đi, từ đầu đến cuối cứ luôn chậm hơn một bước. Vậy tại sao chúng ta không biến bị động thành chủ động? Lục Cận Phong biết Tô Yên đã có chủ ý rồi, bèn hỏi em muốn làm thế nào? Dụ rắn ra khỏi hang. Đôi mày của Lục Cận Phong giật giật, em định lấy mình làm mồi nhử sao? Tô Yên mỉm cười, câu lấy cổ Lục Cận Phong, cười xấu xa, ông xã à, mồi nhử như em đâu có bằng mồi nhử ưu tú như anh. Anh hy sinh một chút,
dùng mỹ nhân kế dụ Tần Khả Hân ra ngoài, chỉ cần Tần Nhã Hân xuất hiện thì chẳng phải sẽ dễ dàng tìm thấy Lệ Quốc Minh hay sao? Lục Cận Phong dở khóc dở cười, Yên Yên à, sao anh lại có ảo giác như là lên giàn hỏa ấy nhỉ? Không phải là ảo giác, anh quả thật đã lên giàn hỏa rồi. Tô Yên vỗ vào vai Lục Cận Phong một cái rồi nói, chuyện này giao cả cho anh, đến lúc cần thiết phải hy sinh một chút mới có thể thể hiện rõ tinh thần cống hiến của anh. Bà xã à, chân anh đau, cống hiến không nổi. Con gái đều nói một đằng làm một nẻo. Lục Cận Phong đâu có dễ mắc lừa. Nếu như anh thật sự hy sinh, quay đầu lại chắc chắn sẽ bị cho quỳ dưới bàn trà quần áo. Ông xã à, đàn ông sao có thể nói mình không thể được chứ? Tô Yên liếc nhìn Lục Cận Phong với ánh mắt khinh thường, lát nữa em sẽ lấy lịch trình của anh kêu Lâm Vi công bố ra ngoài. Anh ở đế đô chắc chắn là không được, anh đi đến núi Đào Hoa một chuyến đi, em sẽ kêu Lâm Vi nói rõ trọng điểm. Anh đi một mình đơn độc, nhất định Tần Khả Hân xuất hiện. Lục Cận Phong, anh có thể từ chối sao? Tô Yên nói làm là làm liền gọi điện cho Lâm Vi, kêu Lâm Vi dùng trang chính thức của tập đoàn Yên Phong công bố lịch trình của Lục Cận Phong ra ngoài, sau đó lại gọi Hạ Vũ và Hạ Huy, hai cậu đưa anh ấy đến núi Đào Hoa ở vài ngày là được rồi. Sau khi các cậu đưa anh ấy đến nơi thì lánh mặt đi, không cần lộ diện, nếu không Tần Khả Hân sẽ không dám ra ngoài. Hạ Vũ và Hạ Huy đồng loạt nhìn về phía Lục Cận Phong. Lục Cận Phong giải thích, chị dâu của các cậu đem tôi ra làm mồi nhử, dụ Tần Khả Hân xuất hiện. Nhất thời, hai anh em Hạ Vũ và Hạ Huy rất thông cảm với đại ca. Hạ Vũ nói, đại ca, anh cứ yên tâm. Hai anh em bọn em nhất định sẽ bảo vệ trinh tiết của anh thật tốt, sẽ không để cho Tần Khả Hân chiếm được đâu. Tôi thấy da mặt của anh em các cậu cũng nên massage nhẹ rồi. Lục Cận Phong đá một chân ra, nhưng chỉ là động tác giả mà thôi. Hạ Vũ đã tránh đi rất nhanh chóng. Hạ Vũ cười nói, đại ca bớt giận. Hạ Huy nói với Tô Yên, chị dâu à, vậy bọn em đưa đại ca đi đây. Tô Yên vẫy tay, đi đi, đi đi. Và thế là, Lục Cận Phong bị vứt bỏ không thương tiếc, để cho Hạ Vũ và Hạ Huy đưa đến núi Đào Hoa. Hạ Phi tan học về nhà trùng hợp nhìn thấy thì hỏi, mẹ à, cha đi đâu vậy? Mẹ kêu cha con đi đến ngôi nhà ở núi Đào Hoa làm mồi nhử, bắt Tần Nhã Hân về. Mẹ à, chân của cha bị thương rồi. Nếu như Tần Khả Hân ỷ mạnh hiếp yếu, cha không phản kháng nổi, vậy chẳng phải là tổn thất hay sao? Tô Yên phủi phủi tay, vẻ như không hề lo lắng, sẽ không đâu, dù cha con có bị thương nặng đến mấy cũng sẽ không để cho đàn bà chiếm thế thượng phong đâu. Hạ Thiên bỗng chốc cảm thấy thật đáng thương cho cha mình. Tiễn vong Lục Cận Phong rồi, Tô Yên đi tìm Lâu Doanh thì mới phát hiện ra Lâu Doanh đã mất tích rồi. Tô Yên tự hiểu rằng, thôi tiêu. Tô Yên vội vàng gọi điện cho Lâu Doanh nhưng điện thoại đã tắt máy. Chắc không định thật sự cướp ngục đó chứ. Đây không phải là thứ để đùa đâu. Vệ Long Vệ Hải, đi với tôi một chuyến. Tô Yên lo lắng bỏ ra ngoài, cô phải ngăn cản Lâu Doanh lại, nếu không thể chẳng những không thể cứu Bạch Phi Phi ra được mà còn bị bắt trở ngược vào. Phố đã lên đèn. Tô Yên dẫn Vệ Đông và Vệ Hải đừng chầu trực ở ngoài cửa cục cảnh sát, chờ gần một tiếng đồng hồ cuối cùng thật sự đã trông thấy bóng của Lâu Doanh. Y như khoảnh khắc ngày đầu cô gặp được Lâu Doanh. Lâu Doanh mặc một bộ quần áo bó sát người màu đỏ, giống y như nàng tiên vậy, ngồi ở góc cây lớn trước cửa đồn cảnh sát. Cô ta đang quan sát. Tô Yên vội vàng xuống xe, tranh thủ bây giờ cửa chính còn đang đóng chặt mà ngăn cản Lâu Doanh lại trước khi cô ta gây ra họa lớn. Chưa đợi Tô Yên đi qua, đột nhiên có một chiếc xe chạy đến và dừng lại trước gốc cây kia. Cửa xe mở ra, người ngồi trong đó chính là Vạn Nhất và còn có cả tài xế của anh ta nữa. Hai tay Vạn Nhất đang bị bó bột, anh ta cũng không có cách nào để mở cửa. Vạn Nhất ngẩng đầu lên nhìn Lâu Doanh, đi xuống. Lâu Doanh rất bất ngờ về sự xuất hiện của Vạn Nhất ở đây, cô đung đưa hai chân không chịu xuống, thậm chí còn không thèm để ý đến Vạn Nhất, còn đứng thẳng dậy muốn chạy trên bề mặt khô ráp của nhánh cây. Đúng vào lúc Lâu Doanh đang định phóng qua bức tường cao nhảy vào cục cảnh sát thì bờ mông đột nhiên đau điếng. Vạn Nhất đứng bên dưới cầm cây gậy trúc đâm vào mông cô. Lâu Doanh nổi giận, Vạn Nhất, anh bị bệnh hả? Đương nhiên là tôi bình thường rồi, nhưng nếu như cô chạy vào trong đó thì chắc chắn mất mạng. Tay của Vạn Nhất không hề có sức, miễn cưỡng cầm chặt lấy cây gậy rồi lại đâm đâm vào mông Lâu Doanh, xuống đây, đi với tôi có cách cứu Bạch Phi Phi. Anh và Lãnh Phùng đều là cá mè một lứa, bà đây tin anh mới lạ đó. Lâu Doanh giơ chân đá văng cây gậy. Chính vào lúc này,
đèn trong cục cảnh sát rực sáng, cửa lớn mở ra. Từng chiếc rồi lại từng chiếc xe cảnh sát chạy ra ngoài. Vạn Nhất cố ý làm ra vẻ như không để tâm đến chuyện gì, xuống xe bước đến gần, Tiểu Vương à, trễ như vậy rồi, có nhiệm vụ gì sao? Trên căn bản thì Vạn Nhất cũng đã có quen biết với cai ngục rồi. Tiểu Vương trả lời ỉu xìu, có thể là vậy, ngày nào cũng thế thiệt mệt chết. Em vẫn còn đang trong kỳ nghỉ phép thì bị gọi ngược trở về. Còn nữa, lúc trước Bạch Phi Phi và Lâu Doanh vẫn còn tốt mà, hai người họ có thể đọ được với 10 người. Bây giờ hai người họ xảy ra chuyện, chúng tôi mệt theo rồi đây. Các cậu cực khổ rồi. Vạn Nhất thuận thế lên tiếng dò la, Tiểu Vương à, chuyện của Bạch Phi Phi thế nào? Xuyệt, Tiểu Vương nói, vụ án lớn như vậy, nhất thời không thể giải quyết được, người đã bị bắt đi rồi. Dẫn đi rồi sao, không có ở trong đây à? Vạn Nhất cảm thấy bất ngờ. Anh ta vô thức liếc nhìn cành cây, chết tiệt, Lâu Doanh đã đi vào rồi. Chương 317, Lục Cận Phong một mình chặn vạn người. Tô Yên tận mắt chứng kiến Lâu Doanh leo vào, cô không thể lên tiếng ngăn cô ấy lại, nếu điều này làm kinh động đến những người trong cục thì thật là khó lường. Trong lòng Tô Yên rối như tơ vò, Tiểu Dương và những người khác lái xe cảnh sát đi rồi, cô mới vội vàng chạy tới. Chị dâu, Vạn Nhất nhìn thấy Tô Yên, liền kinh ngạc. Đừng có mà ngạc nhiên nữa, Lâu Doanh đi vào rồi. Tô Yên chạy vào trong cục, nghĩ muốn nhanh chóng ngăn Lâu Doanh lại. Vạn Nhất cũng chạy vào theo, trong cục chỉ có nhân viên đang trực, vắng vẻ vô cùng. Hai người phân nhau ra đi tìm. Nửa giờ sau, Tô Yên và Vạn Nhất đều không tìm thấy ai cả, họ tập hợp lại ở cửa chính. Bọn họ không dám làm ầm ĩ, chỉ có thể yên lặng tìm kiếm. Chị dâu, lần này gay gâu rồi. Vạn Nhất nói, một khi đã bị bắt thì đừng nghĩ tới việc quay về nữa. Vạn Nhất nhìn thấy tin tức trên mạng thì nóng lòng vội vã quay về. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đã quen biết nhau hơn 10 năm rồi, Bạch Phi Minh xảy ra chuyện, Lâu Doanh nhất định sẽ không một mình bỏ đi, anh ta đoán rằng Lâu Doanh sẽ đến đây, cũng may là đã đến kịp, nào ngờ chỉ mới chon chớp mặt người đã biến mất rồi. Vẫn chưa làm ầm ĩ, có thể là sẽ có biến chuyển. Tô Yên vừa dứt lời, trên đầu truyền đến một giọng nói. Hai người vào bằng cách nào vậy? Tô Yên và Vạn Nhất cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên, Lâu Doanh không biết từ lúc nào đã đứng trên cây châu chấu lớn. Hai người nhìn trái nhìn phải rồi chạy ra ngoài thật nhanh. Tô Yên thấp giọng nói, Lâu Doanh, mau xuống đây đi. Vạn Nhất nói, Bạch Phi Minh không có ở đây, đã đổi sang chỗ khác rồi. Lâu Doanh từ trên cây nhảy xuống, bước nhanh đến bên cạnh Vạn Nhất, đổi đi đâu vậy? Vạn Nhất nói, tôi không biết. Vừa rồi tôi không hỏi. Không phải là tôi đang vội tìm cô sao, nên không kịp hỏi. Lên xe trước đi, nếu có gì muốn nói thì đổi sang địa điểm khác rồi hắn nói. Tô Yên lo sợ, đang ở trước cổng đồn cảnh sát nên cô luôn cảm thấy bất an. Nửa giờ sau, khi cả ba đến quán cà phê, Lâu Doanh nói với Vạn Nhất, anh đi kiểm tra xem bọn họ đã nhốt Phi Minh ở đâu vậy. Nếu thực sự không được, anh có thể sử dụng Mỹ Nam kế. Lãnh Phùng chắc chắn sẽ biết. Ngay khi Tô Yên nghe thấy ba chữ Mỹ Nam kế, cô không khỏi nghĩ đến Lục Cận Phong bị cô tiễn đi. Nếu không thì làm sao gọi là chị em cho được, suy nghĩ cũng giống nhau đến thế. Vạn Nhất từ khóe mắt liếc nhìn Tô Yên một cái, cảm thấy có chút áy náy. Anh ta sợ Tô Yên làm hỏng chuyện, cô sẽ làm lộ quan hệ của anh ta với Lãnh Phùng mất. Vạn Nhất ngượng ngùng ho khan vài tiếng, rồi nói chuyện này không dễ xử lý. Lâu Doanh sốt ruột ngắt lời anh ta, Vạn Nhất, chỉ cần anh có thể cứu Phi Minh ra, đừng nói là ba chuyện, cho dù có 300 chuyện tôi cũng sẽ đồng ý. Điều kiện này thật hấp dẫn. Nhưng mà, Lâu Doanh, đây không phải là vấn đề có đồng ý hay không. Chuyện đề này thực sự rất khó xử lý. Mẹ nó, Lâu Doanh thề, bà đây đã cúi đầu trước thế lực tà ác rồi, anh còn muốn như thế nào nữa, đừng ép tôi, nếu còn ép tôi nữa, chuyện gì tôi cũng có thể làm ra đấy. Vạn Nhất trong đầu đầy đường đen, anh ta là thế lực tà ác sao? Tô Yên khuyên nhủ, Lâu Doanh, đừng lo lắng, chuyện này vẫn chưa được làm rõ, có lẽ không tệ như em nghĩ đâu. Tất cả là do em đã làm liên lụy đến Phi Minh. Cậu ấy bị Lệ Quốc Minh đe dọa, nên cậu ấy mới phải giúp ông ta. Lâu Doanh rất tự trách bản thân mình. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với Bạch Phi Minh, cho dù có phải liều mạng cô ấy cũng sẽ cứu bạn mình ra. Vạn Nhất, đây là nơi để nói lý, chứ không phải chỗ để bàn chuyện tình cảm. Lâu Doanh,
Chuyện gì cũng phải nghĩ thoáng ra, đừng xoáy vào chỗ có vấn đề, hãy chờ thêm một chút nữa. Lâu Doanh không nói gì, chỉ nhấp một ngụm cà phê. Núi Đào Hoa. Ở trên núi lạnh hơn nhiều so với ở thành phố. Lục Cận Phong và thầy Viên đang chơi cờ trong gian nhà chính, cả thôn không có mấy hộ gia đình, bọn họ đều đã đóng cửa đi ngủ, nên chôn có vẻ vô cùng yên tĩnh. Thầy Viên hỏi, hôm nay sao lại có thời gian đến chỗ tôi thế? Trên núi yên tĩnh, thích hợp để dưỡng thương, tay phải của Lục Cận Phong đặt một quân cờ xuống. Ngày 6 tháng 6 cậu sẽ kết hôn với Tiểu Tô mà đúng không, cũng không còn bao nhiêu ngày nữa. Thầy Viên hỏi, tại sao cậu lại tới đây một mình? Tiểu Tô đâu? Cô ấy đang ở nhà. Lục Cận Phong nói, vào ngày 6 tháng 6, tôi sẽ cử người đến đón cô đi đến uống rượu mừng. Thầy Viên cười nói, được rồi, hồi đó tôi nhìn thấy Tiểu Tô, tôi đã biết hai người có thể thành đôi. Tôi nhìn người chưa bao giờ nhìn sai. Khi Lục Cận Phong nhắc tới Tô Yên, khóe miệng hiện lên một nụ cười, đời này có thể gặp được cô ấy cũng là một sự may mắn. Trân trọng cho tốt, thầy Viên cảm thán, cuộc sống tuy vội vàng nhưng qua trăm năm, sống hết đời này, không biết kiếp sau có thể gặp lại nữa không. Một mảnh trắng xóa nặng nề rơi xuống, Lục Cận Phong tràn đầy tự tin, nếu trên đời này có kiếp sau, vậy thì chúng ta đã định là sẽ đời đời kiếp kiếp. Thầy Viên vui vẻ yên tâm mỉm cười, trong thế giới hào nhoáng này, có rất ít người theo đuổi tình yêu đến tột cùng, nhưng khi theo đuổi thứ huyền ảo gọi là đợi đời kiếp kiếp này lại càng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Thầy Viên nhìn bàn cờ, tôi thua rồi, hôm khác có thời gian, tôi sẽ lên thành phố một chuyện, tìm ông nội của cậu đánh cờ. Đã lâu tôi không chơi cờ với ông già đó rồi. Cũng đã rất lâu ông ta không đến thăm tôi rồi. Thầy Viên có chút oán trách. Ông nội vẫn rất nhớ ông. Còn thỉnh thoảng nhắc đến ông. Thầy Viên nghe vậy liền mừng rỡ, không còn sớm nữa, tôi đã già rồi, không thức khuya nổi, phòng cho khách cậu cứ tự mình dọn dẹp đi nhé. Được. Lục Cận Phong nhìn thầy Viên đi vào phòng nghỉ ngơi, anh chống nạng đi tới cửa. Ngay lối vào có hai cây đào, hoa đào đang nở rực trên cành. Lục Cận Phong nhìn trái nhìn phải, đối mặt màn đêm, lên tiếng nói, đêm nay nhất định là có khách quý, canh giữ kỹ đấy. Hạ Vũ, Hạ Huy đang ẩn mình trong màn đêm. Đại ca, tôi sẽ đến cổng thôn để canh giữ. Đây là con đường lớn để đến núi, cũng có thể xem là con đường bắt buộc phải đi qua. Lục Cận Phong gật đầu, trong bóng đêm, hai bóng đen lao đến lối vào thôn. Nếu chuyện này mà bị ai nhìn thấy, nhất định là sẽ sợ hãi một phen. Đêm, khuya dần. Vì hôm nay Lục Cận Phong đã đến núi Đào Hoa, anh không thể chỉ đưa Tần Nhã Hân trở về. Kim giờ đã điểm đến vị trí 12 giờ, gió nổi lên, Lục Cận Phong đang ngồi trong gian nhà chính, tay trái tay phải đánh cờ. Từ cổng thôn truyền đến tiếng xe ô tô. Người đã đến rồi. Lục Cận Phong mặt không biến sắc, tiếp tục bình thản đánh cờ, sau khoảng 20 phút, cửa sân bị đá mở tung ra. Có một đám người đứng chặn ngay cửa, tất cả hình như đều không hề có ý tốt. Và người dẫn đầu chính là Chu An. Tô Yên để cho người công bố hành trình của Lục Cận Phong, nhưng lại không dụ được Tần Nhã Hân ra, mà lại dụ Chu An đến. Ánh mắt Lục Cận Phong nhàn nhạt, ngẩng đầu liếc nhìn anh ta một cái, người vẫn chưa đến đủ. Chu An bước vào nói, Lục Cận Phong. Ở đây chỉ có một mình anh. Anh cảm thấy hôm nay anh có thể nắm chắc mấy phần rằng mình có thể thoát khỏi tay tôi. Chu An đi vào, theo sau anh ta là hơn 30 người đứng đông đúc. Lục Cận Phong đánh rơi quân cờ, chống nạng đứng lên, hai mắt như ngọn đuốc, sao anh lại có thể chắc chắn là chỉ có một mình tôi. Lục Cận Phong không hoảng loạn cũng không vội, Chu An thật sự cũng không dám chắc chắn. Trong giới này, sự tồn tại của Lục Cận Phong giống như là thần thoại vậy. Nếu không phải anh ta biết Lục Cận Phong chỉ có một mình, anh ta cũng sẽ không dám tùy tiện dẫn người tới đây. Chu An cảnh giác nhìn xung quanh, Lục Cận Phong, anh đừng có mà dọa tôi. Lục Cận Phong cười lạnh lẽo, ông đây chính là đang hù chết anh. Lục Cận Phong, Chu An thẹn quá hóa giận, anh chỉ là một tên què mà thôi, anh cho rằng một mình anh có thể đánh lại được bên tôi đang nhiều người như vậy sao? Chu An lạnh lùng ra lệnh, tiến lên cho tôi, ai đấm được Lục Cận Phong một cú. Tôi sẽ thưởng cho người đó 1 triệu nhân dân tệ, ai có thể phế được anh ta, tôi sẽ thưởng cho 10 triệu nhân dân tệ. Dưới số tiền lớn, nhất định sẽ có người dũng cảm mà thôi. Mọi người cùng nhau lên đi. Không biết là ai hét lên một câu như thế, đám người đều hùng hổ xông tới như là hăng thiết vịt vậy, còn chưa kịp chạm vào Lục Cận Phong,
đã nhìn thấy trong tay của Lục Cận Phong lấy ra thứ gì đó, tất cả mọi người đều đồng loạt phanh xe lại. Một số người phanh quá gấp, nên bổ nhào về phía trước do quán tính để rồi sinh ra một cảnh tượng vô cùng hài hước như vậy. Từng người một ngã xuống, trong thoáng chốc mười mấy người đều ngã, với tư thế quỳ lại ngay dưới chân Lục Cận Phong. Chương 318, cướp người đi ngay trước mặt. Lục Cận Phong ở trên cao nhìn xuống đám người đang quỳ gối trước mặt, bình tĩnh chống gậy, không phải ngày lễ hay dịp Tết gì, sao lại hành đại với tôi như vậy? Làm cho người ta cảm thấy khó xử quá đi nè, tôi còn chưa chuẩn bị bao lì xì nữa. Tất cả mọi người, bọn họ làm gì muốn quỳ, ai bảo Lục Cận Phong lại cầm chiếc nhẫn tượng trưng cho thân phận thủ lĩnh của địa sát gia cơ chứ? Nhìn thấy chiếc nhẫn giống như tận mắt nhìn thấy Tần Chấn Lâm. Tần Chấn Lâm không còn nữa, nhưng ý nghĩa của chiếc nhẫn vẫn luôn tồn tại. Phần lớn những người này đều đã kề ai sát cánh bên cạnh Tần Chấn Lâm, từng bước đi đến ngày hôm nay, sau khi Tần Chấn Lâm chết, bọn họ đều đi theo Tần Nhã Hân, Tần Nhã Hân lại không ra gì nên bọn họ chỉ có thể đi theo Chu An. Tuy nhiên dù sao thì Chu An cũng không danh chính ngôn thuận, nên có rất ít người thực sự phụ tùng mệnh lệnh của Chu An. Lục Cận Phong thờ ơ vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, hét vào với bên ngoài cửa, Hạ Vũ, Hạ Huy, đem một ít tiền đến đây, tôi phải phát lì xì cho bọn họ. Thực sự phát lì xì sao? Mọi người đều lần lượt quay đầu nhìn lại, Hạ Vũ, Hạ Huy thật sự cầm theo một thùng tiền bước vào. Không phải vừa rồi hai người này đã bị bọn họ đánh lùi ngay ở lối vào thôn sao? Đại ca, tiền đem đến rồi. Hạ Vũ mở thùng tiền ra, bên trong có những tờ tiền mấy trăm tệ được xếp ngay ngắn. Lục Cận Phong từ trong hộp lấy ra mấy xấp tiền 100 tệ, xấp này tổng cộng là 10.000. Lục Cận Phong vô cùng khí phách ném từng xấp tiền cho những người đang quỳ dưới đất. Mọi người cũng vô thức nhặt nó lên. Con người đều có tình yêu tiền bạc toát ra từ trong xương tủy, không thể cưỡng lại được sự cám dỗ này. Không cần cướp, ai cũng có. Lục Cận Phong nói, tuy rằng tôi không có nhiều tiền như đại ca Chu của mấy người, hở ra là có mấy trăm triệu, nhưng thỉnh thoảng phát cho mấy người bao lì xì vài chục nghìn thì cũng có. Hạ Vũ phối hợp với Lục Cận Phong, thuận thế nói, ám giả của chúng tôi gần đây đã đề xuất ra rất nhiều phúc lợi mới. Bất cứ ai gia nhập vào ám giả, họ dù có là người già hay trẻ em, đều có thể nhận ngay khoản trợ cấp tiền mặt 850.000 nhân dân tệ này. Hạ Huy tiếp tục, ám giả của chúng tôi còn có phúc lợi hôn nhân và tang lễ. Bất kể trong gia đình mọi người có ai chết, mọi người đều có thể nộp đơn đến bộ phận tài chính của ám giả để nhận được tiền an ủi 500.000 nhân dân tệ. Hạ Vũ, bất kể là ai kết hôn đều có thể xin phong bao lì xì 500.000 để đi du lịch hưởng tuần trăng mật. Hạ Huy, chỉ cần gia nhập vào ám giả, mọi người sẽ nhận được mức lương tối thiểu đảm bảo 50.000 tệ mỗi tháng. Sẽ có thêm phúc lợi trong các dịp lễ Tết và có cả tiền thưởng cuối năm. Hạ Vũ, chỉ cần gia nhập vào ám giả được hơn 3 năm, ám giả chúng tôi sẽ cho một căn nhà. Đây cũng chính là quyến đoán mà các tổ chức khác không có. Đại ca Lục của chúng tôi có tài, có khí chất, nên mới dám hứa mọi người những điều này. Đương nhiên việc bao ăn bao ở là điều kiện cơ bản. Hạ Vũ Hạ Huy mỗi người một câu, mau chóng biến hiện trường thành một đại hội tuyển dụng. Còn chưa kể, đám đông đã thật sự động lòng rồi. Sức mạnh của ám giả không phải là khoác lác. Không bàn đến những phúc lợi này, chỉ cần có ký hiệu của ám giả trên người, đi đâu cũng tràn đầy khí thế. Cực kỳ nở mặt. Lục Cận Phong, anh đừng ức hiếp người quá đáng. Mọi người, đừng để Lục Cận Phong lừa dối. Đừng quên chúng ta tới đây để làm gì. Các cô đều người của địa sát đấy. Chu An nhìn thấy cảnh tượng này, tức giận đến xanh cả mặt, hận không thể phun một ngụm máu. Anh ta mang người đến để giết Lục Cận Phong, nhưng tất cả mọi người đều đã bị lay động, nếu anh ta còn không lên tiếng, thì những người hắn mang theo sẽ quay súng lại bắn quân mình mất thôi. Lục Cận Phong ức hiếp người khác quá mức, muốn cướp người của anh ta đi ngay trước mặt anh ta. Anh ta còn mặt mũi nữa không? Đám đông lại lần lượt quay đầu nhìn về phía Chu An, đám người như tỉnh lại sau một giấc mộng. Đúng vậy, bọn họ tới đây là để giết Lục Cận Phong mà. Bọn họ sao có thể mất mặt đi nhận bao lì xì của người ta được? Lấy đồ của người ta thì phải làm gì đó cho người ta đấy. Có một số người trên tay cầm lấy tận vài tờ tiền giá trị lớn hàng trăm nhân dân tệ, không ai nỡ trả lại. Lục Cận Phong cầm nặng chọc xuống mặt đất, lớn tiếng nói, ban nãy hai người bọn họ giới thiệu phúc lợi vẫn chưa đủ đâu, chỉ cần các người có thể gia nhập ám giả, ngoài như việc cơ bản như mua bảo hiểm xã hội cho mọi người,
cộng với ba loại bảo hiểm khác nữa và chừng nào đến tuổi kết hôn nếu không tìm được bạn gái, không lấy được vợ thì cứ nói với Lục Cận Phong tôi một tiếng, đảm bảo rằng sẽ khiến mọi người ai nấy cũng đều sẽ lấy được vợ, đám cưới, nghi lễ và tiệc rượu ám dạ sẽ bao trọn. Vãi thật, đây là phúc lợi cuối cùng. Phúc lợi của chó độc thân. Ngay khi giọng nói của Lục Cận Phong vừa cất lên, một người đàn ông cao gầy giơ tay, đại ca Lục, tôi muốn gia nhập vào ám dạ, tôi đi theo anh, tôi muốn cưới một người vợ. Lục Cận Phong nhìn về phía người đang giơ tay, gật đầu tán thành, người Anhem này thật là thức thời. Cậu muốn một người vợ như thế nào chỉ cần cậu nói cho tôi biết, ngày mai tôi sẽ bảo người đưa tới cho cậu. Không hổ danh là người làm ăn lớn, biết nắm bắt điểm yếu của đối phương. Người đàn ông cao và gầy đó rất thoải mái nói, tôi muốn có làn da trắng, dáng cao, mông song và một bộ ngực lớn. Lục Cận Phong đập bàn quyết định ngay tại chỗ, không thành vấn đề, Hạ Vũ, Hạ Huy, ngày mai thu xếp cho người anh em này theo tiêu chuẩn của cậu ấy, tìm nhiều một tí để người anh em này lựa chọn. Người đàn ông cao gầy vui mừng như muốn phát điên, còn có thể chọn nữa sao? Đã độc thân hơn 40 năm rồi, vừa nghe tin có thể cưới được vợ, người đàn ông cao gầy vô cùng kích động. Khi người khác nhìn thấy thật sự có thể cưới được vợ, trong lòng ai nấy cũng đều đã rung động. Tôi muốn gia nhập. Tôi cũng vậy. Tôi cũng muốn cưới một người vợ. Tôi muốn người xinh đẹp, tốt nhất là thiếu nữ 18 tuổi, dịu dàng một chút. Cưới vợ gì chứ? Cưới vợ gì chứ hả? Chu An tức giận vô cùng, đi tới đá mỗi người một cái, kéo người đàn ông cao gầy đứng dậy, anh đã ngoài 40 tuổi rồi, mấy năm nữa là có thể về hưu rồi. Còn lấy vợ gì chứ, tìm một người vợ để bị hành, tôi thấy là anh ăn no nên dừng mỡ rồi, mọi người đứng dậy cho tôi, nếu ai bắt được Lục Cận Phong, tôi sẽ thưởng cho người đó 1 triệu. Có người thì thào nói, trên tay của đại ca Lục có một chiếc nhẫn, nó là biểu tượng của người thống lĩnh đại sát. Lúc trước đại ca Tần đã nói nhìn thấy chiếc nhẫn cũng giống như nhìn thấy ông ấy. Chu An tự nhiên cũng đã nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay Lục Cận Phong từ lâu rồi và cũng chính chiếc nhẫn này đã khiến những người này kinh ngạc quỳ rạp xuống hết. Sau khi Tần Chấn Lâm chết, Chu An không ngừng tìm kiếm chiếc nhẫn này, nhưng mãi không tìm được, không ngờ nó lại rơi vào tay Lục Cận Phong. Chiếc nhẫn trên tay anh ta chắc chắn là giả. Chu An nổi giận đùng đùng, đại ca Tần đã chết rồi, bây giờ tôi là người nắm quyền của địa sát. Tôi bảo các người ra tay thì các người cứ ra tay cho tôi, tiến lên đi. Tất cả mọi người đều đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, không ai ra tay. Chu An nhìn thấy cảnh tượng này mà nổi trận lôi đình, tôi thấy là mấy người muốn làm phản rồi đúng không? Trên mặt của Lục Cận Phong luôn giữ nguyên sự bình thản, âm thầm lên tiếng, Chu An, một người lãnh đạo tốt tuyệt đối sẽ không bao giờ ngăn cản cấp dưới mình tìm đến một tương lai tốt đẹp hơn. Nhìn bọn họ đi, tất cả đều ở độ tuổi 30-40 mấy rồi. Những người bình thường ở độ tuổi bọn họ, con cái đã học cấp 1 rồi, nhưng bọn họ ai nấy cũng đều độc thân. Đây là sơ suất của một người đại ca như anh không thể vì ham muốn ích kỷ của mình mà bảo bọn họ tuyệt hậu được. Những lời này đã nói chúng vào tâm can của đám đông. Người đàn ông cao gầy đi tới vài bước đến bên cạnh Lục Cận Phong, rồi nói với Chu An, đại ca Chu, ngài đưa chúng tôi đến đế đô là để cứu cô cả. Là do ngài thích cô cả. Vì hạnh phúc của mình. Mà ngài đã kéo theo một đám anh em chúng tôi đến đây, có phải là đã độc ác quá rồi không? Tôi cảm thấy, ám dạ đáng tín hơn, lúc trước tôi đi theo đại ca Tần, giờ đại ca Tần không còn nữa, chiếc nhẫn trong tay ai thì tôi theo người đó. Lục Cận Phong nháy mắt với Hạ Vũ một cái, Hạ Vũ liền nắm lấy tay người đàn ông cao gầy, người anh em, hoan nghênh anh gia nhập, mời đăng ký tại đây. Hạ Huy lập tức chuẩn bị giấy bút, ai muốn đăng ký thì đăng ký ở đây, Văn Minh xếp hàng lần lượt. Đừng chen hàng nhé. Chương 319, làm hại người khác. Sau khi người đàn ông cao gầy đăng ký, thật sự những người khác cũng đi đăng ký. Chu An chết lặng. Anh ta không hiểu làm thế nào mà Lục Cận Phong chỉ nói có vài câu nhẹ nhàng lại có thể lay động mọi người như thế này. Những người này không phải là không có não đó chứ. Tôi thấy là các người đều điên rồi, địa sát và ám dạ như nước với lửa. Nếu các người gia nhập ám dạ, chẳng khác nào đưa cừu vào miệng cọp sao. Não của mấy người bị uống nước rồi, Lục Cận Phong chỉ đang lừa mấy người mà thôi, sau khi lừa các người vào đó được rồi, sẽ xử lý từng người một. Câu nói của Chu An khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Đây là sự thật, bọn họ ra nhất thời phấn kích nên đã lỡ gia nhập rồi, nếu không có bảo đảm giai đoạn sau, vậy thì lại càng không có hy vọng với Lục Cận Phong. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Cận Phong, bởi vì họ muốn Lục Cận Phong nói.
hoặc là hứa một lời. Đôi mắt sâu thẳm của Lục Cận Phong nheo lại, hứa trước mặt mọi người, tôi lấy nhân phẩm của mình ra đảm bảo, tất cả những người anh em gia nhập ám dạ, cho dù trước đây các người đã làm gì, có khúc mắc gì với ám dạ, miễn là mọi người đã gia nhập vào thì mọi người đều chính là anh em trong ám dạ, không khác gì những người anh em khác, nhưng nếu mọi người mà hài lòng, thì Lục Cận Phong tôi tuyệt đối sẽ không thể nào dung thứ được cho bất cứ ai. Thưởng phạt rõ ràng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, người đàn ông cao gầy nói, chúng ta đều đã đi theo đại ca Tần. Nếu như ông ấy đã đưa chiếc nhẫn cho đại ca Lục, mắt nhìn người của ông ấy tuyệt đối không bao giờ sai. Mọi người nhất định phải tin tưởng đại ca Tần. Có người thận trọng hỏi, đại ca Lục, chiếc nhẫn của anh thật sự là do đại ca Tần giao cho anh sao? Chiếc nhẫn này không phải do Tần Chấn Lâm đích thân giao lại cho anh, mà Tần Chấn Lâm đã đưa cho Tô Yên, Lục Cận Phong và Tô Yên là vợ chồng, nếu đưa cho Tô Yên, chẳng phải tương đương với đưa cho Lục Cận Phong sao? Lục Cận Phong tim không đập nhanh, mặt cũng không đỏ gật đầu, ừm. Đại ca Lục, chúng tôi tin tưởng anh, tôi sẽ ký tên gia nhập. Bọn họ lần lượt ký tên, cuối cùng chỉ còn lại có 4 người không gia nhập, 4 người này đều là thân tín của Chu An. Bọn họ không dễ dàng bị Lục Cận Phong dụ dỗ như vậy. Chu An mang theo hơn 30 người đến, còn chưa kịp đánh đấm gì, gần như toàn quân đã bị tiêu diệt rồi. Chu An nhìn 4 người ở hai bên trái phải, anh ta kích động có ý muốn đập vào tường. Nếu chuyện hôm nay mà truyền ra ngoài, anh ta làm sao còn có thể lăn lội trong giới nữa. Lục Cận Phong chống nạng ngồi trên ghế, khí thế tràn đầy, mang lại cho người ta một cảm giác thống trị thiên hạ, đôi mắt như chim ưng khóa chặt vào Chu An. Ban nãy tôi đã nói rồi tôi không phải chỉ có một, bây giờ anh còn muốn đánh không? Chỉ cần địa sát các người cũng gia nhập vào ám dạ của tôi nhất định sẽ cung cấp cho mọi người những phúc lợi hậu hĩnh, tuyệt đối không ưu ái riêng ai. Chu An, Lục Cận Phong thậm chí còn lợi dụng cả anh ta. Những người anh ta mang theo đều đứng sau lưng Lục Cận Phong, vốn dĩ Lục Cận Phong đang đơn độc, nhưng bây giờ anh ta lại gần như trở thành một kẻ cô độc. Vẫn còn đánh à? Chỉ có kẻ ngu mới đánh nữa. Làm như vậy không phải rõ ràng là đang đi thí mạng hay sao? Lục Cận Phong, đời này có rất ít người khiến Chu An tôi phải bái phục, anh là một trong số họ, hôm nay tôi sẽ buông tha cho anh một lần, núi cao vẫn còn nằm yên tại chỗ, nước xanh vẫn chảy mãi, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Chu An là người biết tiến lui, nói thẳng ra là anh ta đã rén rồi. Lục Cận Phong không đuổi cùng giết tận bọn họ, những người đứng sau anh là người của địa sát, lại vừa mới gia nhập. Nên anh không thể để bọn họ chĩa mũi nhọn về phía Chu An được. Loại chuyện trái đạo đức này là điều cấm kỵ nhất trong giới. Mục đích hôm nay của Lục Cận Phong không phải là Chu An, mà là Lệ Quốc Minh. Còn Chu An, đó chỉ là sự cạnh tranh giữa các tổ chức, Lệ Quốc Minh mới là mối đe dọa lớn nhất. Chờ đã, Lục Cận Phong lên tiếng gọi lại, Đại ca Chu, nếu anh muốn ngồi vững ở vị trí đại ca của mình, tốt hơn hết nên giao Lệ Quốc Minh và Tần Nhã Hân ra, giao du với sói. Hổ, báo, sẽ tự đào mộ chôn chính mình. Giao Lệ Quốc Minh ra, có thể Chu An sẽ đồng ý, còn giao Tần Nhã Hân thì không thể rồi. Anh ta đã tốn rất nhiều công sức để đưa người ra ngoài, làm thế nào lại có thể đưa vào được. Chu An không nói gì, đưa những người còn lại của mình bỏ đi. Hạ Vũ hỏi, đại ca, anh cứ thả người đi như vậy à? Lục Cận Phong nhìn đám người đứng phía sau, chúng ta không cần vũ lực cũng đã có thể chiến thắng. Hạ Huy, Hạ Vũ, hãy đưa những người này đi ổn định trước đã. Những phúc lợi mà ban nãy chúng ta vừa nêu phải sắp xếp cho đủ. Nếu cần tiền thì cứ tìm Vạn Nhất. Hạ Huy, Hạ Vũ lập tức phục Lục Cận Phong sát đất. Thiếu tiền thì cứ đi tìm Vạn Nhất. Không thành vấn đề. Sau khi mọi người rời đi, Lục Cận Phong gọi điện thoại cho Tô Yên để báo bình an. Yên yên, đêm nay trời yên biển lặng, cá không cắn câu. Vậy thì anh ở trên núi thêm vài ngày nữa. Tô Yên buồn bực, không vui, tâm trạng của Lâu Doanh không ổn định, tối nay suýt chút nữa là con bé đi cướp ngục rồi. À nhân tiện, Bạch Phi Minh đã bị chuyển đi rồi, anh hãy tìm cách kiểm tra xem em ấy được chuyển đi đâu. Chuyển đi, Lục Cận Phong nhíu mày, xem ra sự tình còn nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ rồi. Dù sao, nếu không tìm ra Bạch Phi Minh, Lâu Doanh chắc chắn sẽ không từ bỏ đâu. Em canh chừng em ấy, anh sẽ nghĩ cách tìm xem Bạch Phi Minh đã được chuyển đến đâu. Lâu Doanh đang ở chỗ của Vạn Nhất, con bé không chịu quay về với em, nói rằng sợ sẽ làm liên lụy đến em ấy sẽ đi làm hại Vạn Nhất. Tô Yên nhớ đến những lời mà Lâu Doanh đã nói khi đi với Vạn Nhất, không khỏi bật cười. Em vợ có tính giác ngộ rất cao.
với sự che chở của Vạn Nhất, Lâu Doanh tạm thời sẽ không sao. Sau khi Chu An đưa người rời đi, anh ta không dám đi đường lớn, dọc đường đi cũng rất cẩn thận. Anh ta rất cảnh giác và cũng lo lắng rằng Lục Cận Phong sẽ cử người theo dõi anh ta. Chu An cố tình đưa những người còn lại đi quanh vùng ngoại ô và thành phố trong vài giờ, khi trời gần sáng thì mới trở về nơi ở của bọn họ. Đó là một biệt thự bỏ hoang đã bỏ trống được vài năm, bây giờ đã bị bọn họ chiếm dụng. Để không bị người khác phát hiện, ban đêm bọn họ đóng kín cửa sổ, không bật đèn, ban ngày cũng đóng chặt cửa. Anh ta đã rất mệt, suốt quãng đường đi thần kinh đều rất căng thẳng. Nếu anh ta biết Lục Cận Phong hoàn toàn không phái người theo dõi mình, chắc là anh ta sẽ tức nôn ra máu mất. Đã uổng công đi loanh quanh vài giờ liền. Tần Nhã Hân nghe thấy động tĩnh liền bước ra khỏi phòng, "Chu An, anh đã đi đâu vậy? Tôi nghe Lệ Quốc Minh nói anh dẫn mấy chục người ra ngoài. Tại sao chỉ còn lại mấy người thôi vậy, những người khác đâu?" "Những người khác đâu à? Một chuyện mất mặt như vậy, Chu An làm gì dám mặt dày nói ra?" Nhưng anh ta chưa kịp lên tiếng thì một người đi theo anh ta đã nói, "Thưa cô cả, những người khác đều đã bị Lục Cận Phong mua chuộc, bọn họ đều gia nhập vào ám dạ rồi." "Anh đã đi tìm anh Cận Phong sao? Bị mua chuộc à?" Tần Nhã Hân sửng sốt, rốt cuộc là chuyện gì đây? "Chu An, không phải tôi đã nói là anh không được phép đến làm phiền anh Cận Phong rồi sao?" Nhìn thấy Tần Nhã Hân bảo vệ Lục Cận Phong như vậy, trong ngực Chu An chợt nổi lên một ngọn lửa không tên, địa sát và ám dạ là kẻ thù không đội trời chung, tôi không đến làm phiền anh ta, vậy thì đợi anh ta làm phiền tôi rồi, cô chủ của tôi à, cô đứng trước mặt tôi bảo vệ anh ta. Nhưng cô biết rằng vừa rồi anh ta đã đe dọa tôi, yêu cầu tôi giao cô và Lệ Quốc Minh ta, anh ta không hề coi trọng cô một chút xíu nào. Lệ Quốc Minh nghe thấy động tĩnh liền từ trong phòng đi ra, đúng lúc nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi. Lệ Quốc Minh không đến gần, mà lặng lẽ trở về phòng. Xem ra Chu An cũng vô dụng rồi, dẫn theo nhiều người như vậy đi, chưa kể không thâu tóm được gì, mà còn vừa mất vợ vừa mất quân. Ánh mắt Tần Nhã Hân u ám. Vậy thì anh cũng không được tới kiếm chuyện với anh ấy. Anh ấy là của tôi. Cho dù có muốn gây phiền phức, thì tôi cũng là người nên đi. Đây là chuyện giữa tôi và anh ấy. Chu An vẫy tay ra hiệu cho những người khác lùi lại, trong phòng khách chỉ còn lại Tần Nhã Hân và Chu An. Ngay cả trong ánh nến mờ ảo, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng vết sẹo trên mặt của Tần Nhã Hân. Nó thực sự rất xấu xí. Nhưng Chu An không cảm thấy xấu xí mà lại rất đau lòng. Cô cả, hiện tại cô chỉ có một người duy nhất có thể dựa vào là tôi, chỉ có tôi là thật lòng đối với cô. Chu An đột nhiên ôm lấy Tần Nhã Hân, đè cô ta ngồi xuống sofa, đi theo tôi, làm người phụ nữ của tôi đi. Tần Nhã Hân sợ tới không làm chủ được tinh thần, tay đấm chân đá Chu An, anh điên rồi, thả tôi ra. Tần Nhã Hân càng chống cự, Chu An càng phẫn nộ. Lục Cận Phong là cái thá gì, cô cả, cô chấp nhận số phận của mình đi. Chỉ có Chu An tôi là sẽ không ghét bỏ cô mà thôi. A! À, tiếng hét của Tần Nhã Hân cắt ngang bầu trời đêm. Chương 320, có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là tôi thích bầu không khí đó. Sau khi hoàn thành việc đó, Chu An hài lòng mãn nguyện nằm trên ghế sofa để nghỉ ngơi. Anh ta đã ái mộ Tần Nhã Hân nhiều năm, cuối cùng hôm nay anh đã có được điều mình hằng mong muốn. Màu đỏ tươi chói mắt trên ghế sofa là thứ khiến Chu An hài lòng nhất. Tần Nhã Hân đã hoàn toàn trở thành người phụ nữ của anh ta. Tần Nhã Hân cuộn mình trên mép ghế sofa, ánh mắt thẫn thờ, vô hồn, cắn chặt môi dưới. Môi cô ta đã bị rách, lớp trang điểm trên mặt lem nhem, đầu tóc thì bù xù, nước mắt không thể ngừng rơi xuống. Cô ta đã luôn giữ sự trong trắng của mình, là vì muốn dành nó cho người cô ta yêu, muốn dâng hiến nó cho Lục Cận Phong, chứ không phải là để bị một người cô ta căm ghét lấy đi. Tần Nhã Hân không lên tiếng. Lẳng lặng kéo quần áo lên, đi chân trần vào nhà bếp. Chu An không chú ý đến, anh ta đã quá mệt mỏi rồi, một lúc sau, anh ta đã ngủ quên trên ghế sofa. Rồi một lúc nữa, anh ta tỉnh dậy. Anh ta bị đánh thức bởi nước sôi. Tần Nhã Hân cầm một nồi nước sôi, trực tiếp đổ lên người Chu An. A, a, Chu An đau đớn nhảy dựng dậy khỏi ghế sofa. May mà anh ta phản ứng nhanh, nước sôi đã làm bỏng đùi. Nếu mà tạt xích lên một chút nữa, thì sẽ tuyệt hậu ngay. Tần Nhã Hân nhìn chằm chằm Chu An với ánh mắt tràn đầy sự căm thù, đây là cái giá mà anh phải trả cho việc chạm vào tôi. Chu An, tôi hận anh chỉ là một con chó mà cha tôi nuôi, một con chuột hôi thối dưới cống,
vậy mà anh lại dám có mơ mộng hão huyền với tôi. Cho dù ông đây chỉ là một con chó thì bây giờ cũng là con chó đã trở mình rồi. Tần Nhã Hân, tôi nói cho cô biết, hiện tại chỉ có Chu An tôi là người một lòng một dạ với cô. Nếu như cô không biết điều, thì cô vào tù ngồi tiếp đi. Chu An đã bị chọc tức, cơn giận dâng trào, anh ta giơ tay tát vào mặt Tần Nhã Hân một cái. Lực tát này khá mạnh, trực tiếp khiến cô ta ngã nhào xuống đất, khóe miệng chảy máu, nồi nước trên tay cũng văng ra, lăn vào góc tường. Vì đùi bị đau nhức nên Chu An không dám cử động, ống quần dính vào da thịt, nếu mà lôi nó ra, chắc chắn sẽ da thịt cũng sẽ dính theo đó mà đi ra. Tần Nhã Hân quật cường lau vết máu trên khóe miệng, chó vĩnh viễn cũng chỉ là chó. Cô, Chu An tức giận đến mức muốn động tay, nhưng nhìn vẻ mặt uất ức và buồn bã của Tần Nhã Hân, anh ta sững sờ, kìm lòng không được, cô cả, nhận rõ hiện thực đi, đi theo Chu An tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô. Để lại những lời này, rồi Chu An bảo người đưa anh ta đến bệnh viện. Tần Nhã Hân cãi nhau với Chu An, Lệ Quốc Minh ở trong phòng đã nghe thấy rất rõ ràng. Sau khi Tô Duy từ ban công nhìn thấy Chu An rời đi, bèn đóng cửa sổ lại, cha, Chu An và Tần Nhã Hân cãi nhau rồi, liệu sẽ bất lợi cho chúng ta? Tiểu Duy, chúng ta phải tìm cách rời khỏi đế đô càng sớm càng tốt. Trong lòng Lệ Quốc Minh đã có chút sợ hãi rồi. Nếu cứ tiếp tục chơi như thế này, ông ta sẽ khiến mình phải chết mất. Vậy thì có cần phải đưa chị đi theo không? Tô Duy nói, bây giờ cảnh sát đang truy bắt chị con ở khắp nơi, chị ấy ở lại đây sẽ không an toàn đâu. Nếu nó muốn tới tìm chúng ta, thì tự nhiên sẽ tới, nhưng đáng tiếc là Bạch Phi Minh. Lệ Quốc Minh thương tiếc, rõ ràng là nó có thể chạy thoát, nhưng là cứ muốn quay trở về tìm đường chết. Tô Duy không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang dần dần sáng. Nhà họ Vạn. Vạn Nhất hai tay bó bột bằng, đang ngồi ăn sáng. Làm thế nào mà ăn được? Đương nhiên, chỉ có thể để người giúp việc đút cho anh ta mà thôi. Vạn Nhất cũng rất xấu hổ, nhưng nếu anh ta có một bàn tay lành lặn, thì cũng không cần phải thảm hại như vậy. Lâu Doanh bước xuống nhà với đôi mắt gấu trúc, cả đêm cô ấy cứ trằn trọc không ngủ được. Lâu Doanh thấy Vạn Nhất còn cần người cho ăn, khinh thường nói, anh không có tay chân à, giống như một kẻ tàn phế vậy, còn cần người giúp việc hạ anh nữa chứ. Tâm tình cô ấy đang không tốt, bây giờ cô ấy chỉ đang trách trời, oán đất, giận cả không khí. Vạn Nhất mệt mỏi nhắc nhở, chị hai. Hai tay của tôi đã bị cô làm cho tàn phế rồi, cảm ơn. Gọi chị cái gì chứ, tôi già đến vậy à? Gọi tôi là tiểu tiên nữ. Lâu Doanh thoải mái ngồi xuống, cầm một miếng bánh quẩy lên ăn rồi nói, tay bị tàn tật rồi thì không phải còn chân đó sao? Tôi không có khẩu vị nặng như cô. Vạn Nhất đã ăn gần xong rồi liền ra hiệu bảo người giúp việc có thể lui xuống trước, sau đó hỏi Lâu Doanh, đêm qua cô ngủ thế nào? Tay của anh bị hỏng nên mắt cũng mù luôn rồi à? Anh không nhìn thấy hai quầng thâm to bự này của tôi sao? Lâu Doanh chỉ vào mắt mình. Vạn Nhất, thật sự là anh ta nói cái gì cũng đều sai. Đúng lúc này, di động của Vạn Nhất vang lên, tay anh ta cũng không tiện lắm nên nhìn về phía Lâu Doanh, tiểu tiên nữa, trả lời điện thoại giúp tôi với. Không rảnh, Lâu Doanh không hề nghe lời. Vạn Nhất nói, có thể là bên ám giả đã có tin tức, bọn họ điều tra được Bạch Phi Minh bị chuyển đến nơi nào rồi. Anh ta còn chưa kịp nói xong, Lâu Doanh nhanh chóng cầm lấy điện thoại, nghe máy và bật loa ngoài. Là Hạ Vũ gọi đến. Vừa mở miệng, gã đã nói, anh Vạn, chuyển 50 triệu qua đây. Đang cần gấp. Trong ám giả cần một ít kinh phí hoạt động. Thực là thẳng thắn, đòi tiền cũng đòi thẳng thắn hùng hồn như vậy. Tôi không phải máy ATM, không có tiền, tôi cũng không phụ trách tài chính của ám giả. Mấy người tìm nhầm người rồi. Hạ Vũ nói, anh Vạn, ám dạ vừa rồi phải chịu thiệt hại nặng nề, làm gì có nhiều vốn lưu động như vậy. Tối hôm qua vừa mới tuyển một nhóm người mới, cần rất nhiều tiền. Đại ca nói là cứ tìm cậu thanh toán. Nhà họ Vạn là công ty điện ảnh nên kiếm được tiền nhiều nhất, bây giờ anh Vạn là người có tiền nhất đấy. Vạn Nhất trợn to hai mắt, ai nói tôi có tiền, tôi không có tiền, tôi nghèo hèn nhất, hơn nữa tuyển người gì mà cần tới 50 triệu. Nhóm người cũ của địa sát. Tối hôm qua đã bị đại ca dụ dỗ. Không phải, là đại ca xúi dục bọn họ. Tất cả đều đã gia nhập với chúng tôi. Đại ca còn hứa người mới gia nhập sẽ được hưởng quyền lợi rất lớn, trợ cấp 800.000 tiền mặt, 3 khoản bảo hiểm, 1 quỹ an sinh xã hội. Còn sắp xếp cho họ cưới vợ. Dừng lại đã,
Vạn Nhất càng nghe, anh ta càng cảm thấy không đúng, nhóm người cũ của Địa Sát. Từ khi nào mà gia nhập với chúng ta lại nhận được phúc lợi vậy? Bình thường không phải là người khác cho chúng ta tiền sao, sao bây giờ lại phải bỏ ra? Còn sắp xếp cho cưới vợ, tôi là người đã 30 tuổi rồi, tôi cũng chưa lấy được vợ đây, bọn họ đòi lấy vợ gì chứ? Lâu Doanh vỉnh tai lên lắng nghe, vừa nghe nói gia nhập sẽ có nhiều lợi ích như vậy, cô liền động lòng, hỏi Hạ Vũ ở đầu dây bên kia điện thoại, ám giả của mấy anh có nhận phụ nữ không? Em cũng đăng ký, có tiền hay không quan trọng, có sắp xếp cho đối tượng hay không cũng không quan trọng, tôi thích bầu không khí của ám giả các anh rồi đó. Vạn Nhất khẽ liếc nhìn Lâu Doanh một cái. Cô Lâu, xin cô hãy sờ vào lương tâm của mình và nói lại lần nữa. Anh ta không tin là cô ấy không hề nhắm vào phúc lợi 800.000 cộng với việc giới thiệu đối tượng cho đó. Lâu Doanh không để ý đến Vạn Nhất, hỏi lại Hạ Vũ qua điện thoại, tôi có thể đăng ký ngay bây giờ, trước tiên anh có thể sắp xếp một vài người có vóc dáng đẹp. Hạ Vũ, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền đến cho. Vạn Nhất nói xong lập tức cúp máy. Lâu Doanh không vui, gà luộc, anh đang làm cái gì vậy? Ám giả chúng tôi không nhận phụ nữ. Vạn Nhất đắc ý nói, tôi cũng là một nửa đương gia của ám giả, tôi có quyền quyết định. Lâu Doanh bĩu môi, sau này tôi sẽ hỏi anh rể của tôi. Lâu Doanh, tôi biết cô muốn làm gì, gia nhập ám giả, để cho ám giả ra mặt giúp cô cứu Bạch Phi Minh đúng không? Vạn Nhất nói, tôi biết trong lòng cô đang rất lo lắng cho Bạch Phi Minh, nếu không cô sẽ không muốn gia nhập ám giả, nhưng cô không phải làm như vậy, cho dù cô không gia nhập, thì ám giả của chúng tôi cũng sẽ không bỏ mặc chuyện này đâu. Sau khi bị chọc trúng vào trong tâm tư của mình, Lâu Doanh bỗng cảm thấy buồn chán, ném mấy cây bánh quẩy đang ăn giang dở xuống, lấy xe anh đưa tôi đi ra ngoài hóng gió đi. Bây giờ bên ngoài nói không chừng đã răng sẵn thiên la địa võng chờ bắt cô rồi, cô còn muốn đi ra ngoài sao? Cho nên tôi mang anh theo, như vậy bọn họ sẽ nghĩ rằng anh là một bọn với tôi. Lâu Doanh nói, một tốt để gây hại cho anh như vậy không tận dụng thì uổng phí mất. Vạn Nhất bất lực cười, kiếp trước thật sự tôi có thù với cô. Chương 321, đúng là sợ chuyện gì thì chuyện đó sẽ xảy ra. Khi Lâu Doanh xảy ra chuyện cũng muốn kéo theo một tấm đệm lưng. Mấu chốt là, Vạn Nhất thực sự cho Lâu Doanh mượn xe, anh ta ngồi ở vị trí phụ lái, Lâu Doanh điều khiển chiếc xe, lái chiếc xe sedan của anh ta cảm giác giống như đang lái một chiếc xe thể thao. Lâu Doanh đang chút giận. Vạn Nhất hoảng hốt sợ hãi. Đầu ngón chân đều bấu chặt lại, kinh hãi nhưng không dám nói lời nào. Lâu Doanh chọn con đường núi hiểm trở, trên đường đi gập ghềnh, Vạn Nhất nghe thấy chiếc xe kêu cạch cạch cạch, anh ta cảm thấy đau lòng cho chiếc xe. Xe của anh ta là xe sedan, không phải xe thể thao mà. May mắn là nó đã được cải tạo lại, nếu không sao nó có thể chịu đựng được khi Lâu Doanh làm nó thành như thế này. Đột nhiên, chiếc xe bùm một tiếng, cái khung xe hoàn toàn hỏng, xe tắt máy. Lâu Doanh liếc nhìn chiếc xe, phàn nàn nói, gà luộc, cái xe nát này của anh là loại gì thế, sao không cải tạo lại? Vạn Nhất thật không nói nên lời, chị gái à, nhầm, cô tiên nữ nhỏ à, xe này của tôi là được cải tạo từ xe buýt, cô muốn lái thành xe thể thao, việc này tôi cũng không có cách nào. Anh ta đã bỏ ra mấy trăm vạn để cải tạo lại chiếc xe này, nhưng cũng đã lâu anh ta không lái rồi, về cơ bản thì bây giờ Lâu anh lái nó lại báo hỏng thôi. Nhưng lúc này hai người bọn họ đang ở trên núi, xuống núi cũng không thể đi bộ được. Lâu Doanh nhìn thoáng qua đỉnh núi, đó là núi gì vậy? Núi đào hoa. Vạn Nhất nói, bây giờ đang là mùa hoa đào nở, cô có muốn đi lên xem thử không? Lâu Doanh cũng không có tao nhã lịch sự gì, sau khi xuống xe, một chân cô ta đứng trên mặt đất, một chân gác lên đầu xe, ngắm nhìn về phương xa. Tôi với Phi Minh có một nguyện vọng, đó là tiết kiệm đủ tiền. Chúng tôi sẽ tìm một hòn đảo nhỏ, mua lại hòn đó đó, sau đấy chúng tôi sẽ sống trên đó, sống một cuộc sống không có tranh quyền địa vị. Vạn Nhất bước đến gần cô ta, hỏi, bây giờ cô đã tiết kiệm được bao nhiêu rồi? Đã đủ, Lâu Doanh nhận ra suýt chút nữa mình lộ thông tin về chuyện gia đình của mình, nói, sao tôi phải nói cho anh biết? Vạn Nhất cười cười, nói, lúc trước cô còn nói với tôi thấy cô với Bạch Phi Minh có quan hệ rất thân, hai người như hình với bóng. Ngược lại tôi lại thấy tràn đầy tình yêu. Đệt, chúng tôi là tình bạn trong sáng. Lâu Doanh trừng mắt nhìn Vạn Nhất một cái, nói anh không hiểu đâu, Phi Minh cũng giống như người nhà của tôi, cô ấy còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi. Vạn Nhất đột nhiên ghen tị với Bạch Phi Minh, người này chiếm bao nhiêu phần lớn quan trọng trong lòng Lâu Doanh,
mà Lâu Doanh có thể nói những lời như vậy. Bình thường Lâu Doanh hay mặt mày cao có, không có quy tắc gì, cũng không thích nghĩ ngợi nhiều, nhưng sau khi Bạch Phi Minh bị bắt đi, Lâu Doanh cũng không gây chuyện, cho dù đột nhập vào cục cảnh sát, hay là đi ra ngoài. Bởi vì Lâu Doanh biết, cô ta không thể gặp rắc rối gì, nếu không sẽ không có ai cứu Bạch Phi Minh. Nhưng chỉ cần một khi Bạch Phi Minh ngã xuống, Lâu Doanh chắc chắn sẽ liều lĩnh giải cứu người ra. Không ở được nơi đây, thì sẽ có nơi khác ở được, cùng lắm thì cô ta với Bạch Phi Minh rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không trở lại. Tô Yên đến công ty, vừa mới ngồi xuống thì An Hinh lập tức đến. Tô Yên, mình muốn đến làm việc trong công ty của cậu, cậu có đồng ý không? Cậu bị làm sao vậy? Tô Yên khẽ giật mình, cười nói, không phải cậu nói muốn ngồi ăn rồi chờ chết sao, mỗi tháng cha cậu cho cậu mấy trăm vạn tiền tiêu vặt, sao cậu lại muốn tới đây làm việc? Mình nghĩ rồi, cuộc đời dài như vậy, mình cứ ăn nằm rồi chờ chết thì rất vô nghĩa, mỗi ngày cậu bận rộn như vậy, nên thời gian gặp cậu bây giờ rất ít. An Hinh chống tay lên bàn, vậy nên, mình quyết định ra ngoài làm việc, nhưng vào công ty của cha mình, thì vô nghĩa lắm, đi đến các công ty của chú bác thì mọi người đều cưng chiều mình, không cho mình làm việc, bọn họ cho mình đi cửa sau, mình nghĩ tới nghĩ lui, sau đấy vẫn quyết đi đến chỗ này của cậu. Tô Yên ngồi xuống ghế xoay phong thái rất giống nữ tổng giám đốc, cười nhẹ nói, cậu tới nơi này, tìm mình, cậu có chắc là cậu không phải muốn đi cửa sau không? Tô Yên, dù sao mình cũng đã tốt nghiệp thạc sĩ rồi. An Hinh nói, mình còn thành thạo mọi thứ về piano, cờ vua, thư pháp, hội họa. Bằng thạc sĩ này của cậu hơi nặng đấy, Tô Yên cười nói đùa, mình không thể đưa ra mức lương cao, nếu như cậu thật sự muốn đến, thì mình có một vị trí rất thích hợp với cậu có muốn làm không? Có tiền hay không không quan trọng, mình chỉ muốn tìm một công việc ổn định rồi trải nghiệm cuộc sống thôi. An Hinh hào hứng nói, công việc gì vậy? Mình không muốn làm văn phòng đâu, văn phòng nhàm chán lắm. Bán hàng. Tô Yên nói, mình tự mình mở một cửa hàng sản phẩm cao cấp, đang cần người tin cậy để quản lý, vừa vặn có cậu, không mệt đâu, cậu có thể vừa giúp một tay vừa quan sát là được rồi, với kinh nghiệm mua sản phẩm cao cấp nhiều năm của cậu, việc này không khó đâu nhỉ. Quả thực nghe không khó, mình làm. An Hinh hỏi, Tô Yên, tại sao cậu lại tự mở cửa hàng? Để cho mình quản lý một công ty lớn như vậy, mình không làm được, chân Lục Cận Phong không tốt, mình chỉ đến hỗ trợ thôi, sau này anh ấy sẽ quản lý tiếp, mình định làm nhãn hiệu trang sức của chính mình, bây giờ mình sẽ thử mở một cửa hàng để thăm dò trước, đợi qua thời gian bận rộn này, mình sẽ chuyển trọng tâm sang cửa hàng nhỏ của mình. Tô Yên chưa bao giờ nghĩ đến việc luôn dựa dẫm vào Lục Cận Phong. Cách tốt nhất để hai người hòa hợp với nhau chính là có ước mơ của riêng mình, cùng nhau thực hiện. An Hinh nghe vậy thì rất hào hứng, giống như phát điên, Tô Yên, mình sẽ làm với cậu. Bây giờ nói cho mình biết, tại sao cậu muốn đi ra ngoài làm việc. Còn không phải do tên nhóc An Minh kia, anh ta gọi mình là mọt gạo, ở nhà chỉ biết ăn nằm rồi chờ chết. Hóa ra đây là thỉnh tướng không bằng khích tướng. Tô Yên rót cho cô một ly nước, gần đây Lý Văn không tìm cậu à? Đừng nhắc tới nữa, cậu ta chỉ là đồ second hand thôi, thật sự không hiểu sao một người tài trí mưu lược như Tổng Giám Đốc Lý, lại sinh ra hai đứa con trai như vậy. Nhắc đến Lý Văn, giọng điệu của An Hinh tràn đầy khinh thường. Lúc này Lâm Vi bước vào, Tổng Giám Đốc Tô, buổi phỏng vấn hôm nay, ngài có muốn đến xem không? Tần Chấn Lâm gọi điện thoại đến, Tô Yên liếc mắt nhìn, nói tôi không đi, cô cứ đi quan sát là được rồi. Tô Yên nhìn thấy An Hinh ở đây. Lại hỏi, cậu có muốn đi theo Lâm Vi xem công ty không? Có, dù sao mình cũng không có việc gì làm. An Hinh để ly nước xuống, kéo Lâm Vi, cô đưa tôi đến địa điểm phỏng vấn đi, tôi muốn xem thử. Lâm Vi cười nói, vâng ạ, cô An, xin mời đi lối này. Tô Yên, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé. An Hinh chào rồi rời đi. Tập đoàn Yên Phong đang tuyển dụng, có rất nhiều người chen nhau muốn vào đây. Đây là vòng phỏng vấn cuối cùng, chỉ còn lại 10 người, mà chỉ còn 5 chức danh, nói cách khác sẽ phải loại một nửa còn lại. 10 người này đã chờ sẵn trong phòng chờ, An Hinh nhìn qua lớp kính ngoài cửa. Cô ấy cảm thấy một người trong đó rất quen thuộc, nghĩ nghĩ, mới nhớ đến, đó không phải Lạc Gia Bách người đã theo đuổi Tô Yên hồi đại học sao? Hồi đó Lạc Gia Bách cũng được coi là hot boy của trường, không ngờ sau nhiều năm không gặp, vẫn còn đẹp trai như thế. Nhưng An Hinh không biết rằng, đây là Lạc Gia Bách sau khi giảm cân mới lấy lại được mấy phần phong độ năm đó. An Hinh kéo Lâm Vi,
chỉ vào Lạc Gia Bách hỏi, người đó thế nào? Lâm Vi nhìn một cái, nói tư chất của anh ta rất tốt, nếu như chút nữa phát huy không thất thường, thì chắc chắn không có vấn đề gì, cô An quen biết ạ. Người đó là bạn học của Tô Yên, tôi đương nhiên biết anh ta. Chương 322, hôm nay là ngày gì vậy sao tất cả đều đến gây phiền phức thế? Tô Yên im lặng vài giây, sau đó đáp một tiếng, hử. Tần Chấn Lâm đợi nửa ngày, nhưng cô không nói tiếp. Bình tĩnh như vậy à? Không ra bài theo lẽ thường. Ông ta không thể nhịn được nói, Tiểu Yên, cha muốn gặp gì của con? Tô Yên lập tức biết đây mới là mục đích của Tần Chấn Lâm. Cô xoa xoa thái dương nói, đồng chí Tần, tôi còn chưa nhận ông làm cha ruột, vậy mà ông lại muốn an bài cho dì lên trước. Tô Yên thực sự không thể chấp nhận việc Tần Phương Linh là dì của cô. Tần Phương Linh là người mà cô không bao giờ muốn nhắc đến trong cuộc đời mình. Tiểu Yên, cha với dì của con đã thất lạc nhiều năm như vậy, hiện tại có tin tức của em ấy, sao con lại không cho cha gặp, máu mủ tình thâm mà. Được rồi, ông đến nhà giam cho nữ chờ đi, tôi tới ngay đây. Đúng là biết chơi bài tình thân. Có một số việc, không thể tránh khỏi như thế. Tô Yên tạm gác công việc lại, lái xe đến nhà giam cho nữ. Lúc cô đến, Tần Chấn Lâm với Tô Đình Nghiêm đã sớm đến, hai người ngồi trong xe, thấy Tô Yên đến, Tần Chấn Lâm vội vàng xuống xe, Tô Đình Nghiêm do dự một hồi mới xuống xe. Tô Yên đậu xe xong, xuống xe. Tiểu Yên. Tần Chấn Lâm cười ha ha đi tới. Đi thôi. Tô Yên hành động kiên quyết, cũng không nhiều lời. Ba người bọn họ đi vào, Tô Yên đăng ký, cô có quan hệ với Tô Đình Nghiêm và Tần Phương Linh, đưa ra lý do đến thăm Tần Phương Linh, cũng là điều hợp lý. Sau khi hoàn tất thủ tục, Tô Yên đứng ở ngoài cửa phòng kiểm tra, không đi vào, Tô Đình Nghiêm cũng ở ngoài cửa hút thuốc, cũng không có đi vào. Đồng chí Tô, không muốn nhìn một chút à? Tô Đình Nghiêm muốn đi vào nhưng lại không dám, nếu ông ta không muốn thì sẽ không đến, nhưng nếu ông ta dám đi vào, thì ông ta sẽ không do dự ở cửa. Vợ chồng một ngày, trăm ngày ân nghĩa, nếu như dì Tần không ổn, nhìn thấy thế cha sẽ lo lắng lắm. Tô Yên cười, lúc bà ta kêu người đánh ông, tôi cũng cảm thấy rất lo lắng. Tô Đình Nghiêm trừng mắt nhìn Tô Yên, thật sự là hết chuyện để nói. Tâm trạng Tô Yên đột nhiên tốt lên rất nhiều, cô đi đến bên cạnh Tô Đình Nghiêm, trước khi tôi đến đây, hai người đã bàn cách đưa người ra ngoài chưa? Tô Đình Nghiêm kinh ngạc, mày thật đúng là hồ ly tinh, mày biết tất cả mọi chuyện rồi, hừ, cha ruột của mày cũng đã cao tuổi, chỉ muốn đoàn tụ với em gái mình, đó cũng là chuyện bình thường thôi. Tô Yên lẩm bẩm nói, biết ngay là người cha này vẫn chưa cạn dầu mà. Không phải là đèn đã cạn dầu. Trước đây Tần Phương Linh hợp tác với Tô Vân bắt cóc Hạ Vũ Mặc, ném Hạ Vũ Mặc xuống biển, bây giờ muốn cô tha thứ cho Tần Phương Linh, điều này là không thể. Vừa nghĩ tới chuyện đây, Tô Yên lập tức nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cảm ơn cảnh sát Phương, là ai đã đến thăm mẹ tôi? Tô Yên ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Tô Vân từ cửa ngoài đi vào. Cô ta cũng tới thăm Tần Phương Linh. Nhìn thấy Tô Yên, Tô Vân sững sờ một lúc, sau đó cô ta nhìn Tô Đình Nghiêm đang hút thuốc một cái, các người đến thăm mẹ tôi à? Tô Đình Nghiêm với Tô Yên không nói chuyện, bọn họ chỉ liếc nhìn Tô Vân, hai người trực tiếp không để ý tới. Tô Yên thờ ơ hỏi Tô Đình Nghiêm, ông nghĩ như thế nào? Dựa theo kinh nghiệm của cha với dì Tần của con nhiều năm như vậy, nếu bà ta ra ngoài, sẽ gây chuyện khiến không ai được yên bình. Đoán chừng Chu Hoàng Long cũng không muốn bà ta ra ngoài. Tô Yên trêu chọc, bị đánh đến nỗi sợ rồi à? Tô Đình Nghiêm tức giận đến mức dựng cả râu, trừng mắt, đứa nhỏ này, luôn lấy nỗi đau của ông ta để dẫm lên. Tô Đình Nghiêm ngạo mạn nói, cha mà còn sợ bà ta à? Hai bọn ta sớm đã ly hôn từ lâu rồi, bà ta cho cha đội nón xanh, người chột dạ với sợ hãi là bà ta mới đúng, làm sao có thể là cha được? Bây giờ bà ta là gì của con? Con muốn bà ta ra ngoài à? Không muốn. Tô Yên rất trực tiếp, cũng không sợ Tô Vân ở bên cạnh nghe được. Tô Vân ở bên cạnh nghe một lúc, mờ mịt nói, gì là sao? Ra ngoài là sao, hai người đến đây làm gì? Tô Đình Nghiêm và Tô Yên đồng thời lườm Tô Vân một cái, vẫn không phản ứng lại, hết sức phối hợp nói chuyện. Tô Vân bị coi thường, trên mặt có chút nhịn không được, cũng có phần gấp gáp. Lúc này... Giọng nói Tần Phương Linh nghẹn ngào đứt quãng truyền đến từ phòng thăm, anh, tại sao bây giờ anh mới tới tìm em? Tô Yên có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói của Tần Phương Linh từ ngoài cửa. Cảnh anh em nhận ra nhau,
thật là cảm động. Tô Vân nghe thấy tiếng nói lập tức chạy vào, Tô Yên nói với Tô Đình Nghiêm, tôi lên xe đợi đây. Bỏ lại những lời này, Tô Yên đi ra ngoài. Sau khoảng nửa giờ, Tần Chấn Lâm với Tô Đình Nghiêm đi ra ngoài, hai mắt Tần Chấn Lâm đỏ hoe, là một người đàn ông to lớn, nhưng lại xúc động như thế. Tô Yên không hỏi thêm cái gì, chỉ nói cậu, lên xe đi, tôi còn phải về công ty. Tần Chấn Lâm muốn nói rồi lại thôi, sau khi lên xe, trên đường đi ông ta há to miệng, những gì muốn nói lại nuốt về. Cuối cùng, Tần Chấn Lâm thở dài một hơi, tự mình lẩm bẩm. Cha với Tiểu Linh từ nhỏ đã không có cha mẹ, cả hai bọn cha sống dựa vào nhau, nhớ khoảng thời gian khó khăn nhất, là khi phải nhặt những đồ ăn rồi ở trong thùng rác, có một lần cha đánh nhau với côn đồ, bị đánh chảy máu đầu, Tiểu Linh nhặt cục gạch đập vào người kia. Tô Yên ở phía trước lái xe, còn Tần Chấn Lâm ngồi ở ghế sau nhớ lại những ngày tháng khó khăn cùng Tần Phương Linh khi họ còn nhỏ. Hai người xa cách gần 40 năm, huyết thống liên kết, có thể thấy Tần Chấn Lâm rất vui vẻ, vừa rồi rõ ràng đã khóc. Tô Yên không phát biểu gì, chỉ coi mình là người xem, lắng nghe câu chuyện. Khi Tần Chấn Lâm nói đến đoạn cảm động, ông ta lại khóc, Tô Đình Nghiêm lấy khăn giấy cho ông ta, an ủi nói, ngày tháng bây giờ đã tốt hơn rồi, chuyện đều đã qua, anh cũng đừng khóc nữa. Tần Chấn Lâm lau nước mắt, trực tiếp ôm Tô Đình Nghiêm khóc, em trai à, cuộc sống đã tốt hơn rồi, nhưng Tiểu Linh lại phải ngồi tù. Nhìn em ấy gầy đi như vậy, tôi làm anh trai cũng đau lòng lắm, mấy năm nữa Tiểu Linh được ra. Tô Yên ung dung nói, còn có 10 năm. Vừa nghe nói còn 10 năm, Tần Chấn Lâm càng khóc lớn hơn, Tô Đình Nghiêm cũng bị lây nhiễm đến hai mắt đỏ bừng. Hai người đàn ông to lớn, ôm nhau khóc thảm thiết, quả thực cảnh này không đẹp gì cả. Có một bà cụ đột nhiên đi qua trước đầu xe, Tô Yên phanh gấp, Tô Đình Nghiêm với Tần Chấn Lâm đều nghiêng người về phía trước do quán tính, sắc mặt hai người nhăn lại. Tô Yên liếc mắt nhìn lại, giọng điệu nhẹ nhàng nói, xin lỗi. Trong hoàn cảnh nguy hiểm vừa rồi, hai người theo bản năng ôm chặt lấy nhau, sau khi ổn định tinh thần, hai người nhìn nhau, nhanh chóng tách ra ngồi vững vàng. Hai người đàn ông to lớn ôm nhau, không đứng đắn, không đứng đắn. Ánh mắt Tô Yên ghét bỏ liếc nhìn, nếu Tần Phương Linh biểu hiện tốt, thì còn có thể giảm án, sớm ra ngoài, đồng chí Tần, ở chỗ này chơi bài thông cảm với tôi cũng vô dụng, tôi sẽ không chỉ vì ông là cha ruột của tôi, hay là chuyện ông vừa khóc, mà tôi sẽ lập tức hóa thân thành thánh mẫu, tha thứ cho Tần Phương Linh, nếu bà ta muốn ra ngoài, vậy thì ra hãy dùng khả năng của mình đi, đừng tìm tôi, nếu ông nhất định muốn tôi đưa bà ta ra ngoài, vậy thì ông tìm nhầm người rồi. Tần Chấn Lâm không biết những đau thương mà cô phải chịu đựng trong những năm đó, cũng không biết rằng Hạ Vũ Mặc suýt chút nữa đã bị hại chết, cô không so đo, nhưng không có nghĩa là cô có thể dung túng vô điều kiện. Tô Yên trực tiếp đưa người trở về, không nói lời nào, lái xe rời đi, trở lại công ty. Tô Đình Nghiêm với Tần Chấn Lâm đứng ở cửa nhà họ Tô, bọn họ nhìn về hướng Tô Yên rời đi. Tần Chấn Lâm lẩm bẩm, nhìn xem cô gái mà cậu đã dạy bảo kia, trái tim của con bé còn cứng hơn đá. Tô Đình Nghiêm trợn tròn mắt, chẳng lẽ không phải là con gái của anh à? Việc giáo dục này tôi thấy không liên quan gì tới tôi, có liên quan đến gen di truyền mới đúng. Tôi cũng không ngang ngược. Hai người nhìn nhau đồng thanh nói, điểm ấy giống mẹ con bé. Tập đoàn Yên Phong. Khi Tô Yên đến công ty, cô cũng vì việc của Tần Phương Linh mà phát sầu. Lâm Vi bước vào, Tổng Giám Đốc Tô, Tổng Giám Đốc Sở đến, đang ở phòng tiếp tân. Tổng Giám Đốc Sở nào? Tổng Giám Đốc Sở của Tập đoàn Sở Thị. Sở Hướng Nam ư. Tô Yên nhíu mày, hôm nay là ngày gì vậy, sao tất cả mọi người đều đến gây phiền phức cho cô thế? Chương 323, gặp phải tình địch. Tô Yên xoa hai bên thái dương, nói với Lâm Vi, cô kêu Tổng Giám Đốc Vạn đi họp đi. Vạn Nhất ở Tập đoàn Yên Phong cũng chưa có chức vụ gì. Lâm Vi bối rối, Tổng Giám Đốc Tô, hôm nay Tổng Giám Đốc Vạn không đến. Lúc đó Tô Yên mới nhớ ra, lúc này không chừng Vạn Nhất đang bị Lâu Doanh quấn chặt lấy rồi. Vậy cô đi tiếp khách trước đi, tôi sẽ đến sau. Tô Yên dừng lại, sau đó lại nói, Tổng Giám Đốc Sở đến đây là vì dự án Bắc Hồ đó sao? Đúng vậy, trước đó Tổng Giám Đốc Sở đã hẹn gặp ngài vài lần rồi, nhưng đều bị từ chối. Lần này Tổng Giám Đốc Sở nói, nếu không gặp được ngài, ngài ấy sẽ không về. Lâm Vi nói, khi nào ngài tan làm? Ngài ấy sẽ đợi tới khi đó. Cũng rất ngoan cố. Tô Yên nói, được, để tính sau đi. Nói là để tính sau, nhưng Tô Yên cứ như vậy mà không quan tâm tới người ta.
Tô Yên có rất nhiều việc, cô kết nối video với Lục Cận Phong, có gì không hiểu, Lục Cận Phong sẽ dạy cho cô qua màn hình điện thoại, như vậy thì hiệu suất cũng khá hiệu quả. Tô Yên bận rộn làm việc hơn một tiếng đồng hồ, vươn vai, vận động người. Trong video Lục Cận Phong đang ngồi trong sân, vừa uống trà, vừa ngắm hoa đào, rất thoải mái. Tô Yên than thở, đúng là quá hời cho anh rồi, khi nào anh xong việc quay về vậy, em ở đây bận rộn muốn chết đi sống lại rồi này, anh thì ở đó lại rất nhàn rỗi. Trong video, Lục Cận Phong nhàn hạ nhấp một ngụm trà, khóe môi nở nụ cười đều, Yên Yên, đây chính là do em đêm nào cũng đưa người qua cho anh, Tần Nhã Hân còn chưa cắn câu, tối hôm qua chỉ mới câu được một con cá nhỏ thôi. Chuyện gì vậy? Tô Yên gác chân lên bàn, uống ngụm cà phê. Chu An đưa người tới, nhưng bị anh giải quyết xong hết rồi, tiện thể lừa người của anh ta qua đây, thu nhận bọn họ rồi. Lục Cận Phong vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón áp út, đồ mà Yên Yên đưa, quả thật rất có ích. Tô Yên giơ ngón tay cái lên, đúng là thật đáng khâm phục nha. Nhìn thấy chiếc nhẫn, Tô Yên nhớ tới cảnh Tần Chấn Lâm khóc như mưa trong xe. Tô Yên cau mày đăm chiêu, cho dù hành động của cô là một cái nhíu mày, một cái mím môi, Lục Cận Phong đều quan sát rất kỹ, thấu hiểu được suy nghĩ của Tô Yên. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Bên đồng chí Tần xảy ra chút chuyện. Tô Yên đau đầu nói, Tần Phương Linh thật sự là em gái của đồng chí Tần, vừa nãy còn ở chỗ em khóc một trận, rất đáng thương. Chuyện này quả thật có chút đau đầu. Lục Cận Phong uống thêm một ngụm trà, Yên Yên, em nghĩ thế nào, anh đều nghe theo em. Anh Lục, anh không được như thế nha. Tô Yên ôm mặt, gục xuống bàn, anh chiều chuộng em như vậy, em sắp không biết nên làm gì tiếp theo rồi này, anh là người em tin tưởng nhất, nên anh phải thay em quyết định chứ. Lục Cận Phong cười, Yên Yên mà anh biết, là một người độc lập tự chủ, là một người có chủ kiến, làm sao có thể không biết nên làm gì chứ. Đừng có trêu em. Tô Yên bĩu môi, đúng rồi, chuyện của Phi Minh, anh làm nhanh chút, mau chóng tìm được địa điểm mà cô ta bị rời đi. Lâu Doanh đang rất lo lắng, nếu cứ kéo dài như vậy, em sợ Lâu Doanh sẽ không giữ bình tĩnh được nữa mất. Đã có chút manh mối rồi, đang đợi xác định cuối cùng. Lục Cận Phong nói, em ở bên Lâu Doanh an ủi cô ấy là được rồi, phần còn lại cứ giao cho anh. Câu này khiến cho người nghe cảm thấy rất an tâm. Tô Yên nghịch cốc cà phê, thuận miệng nói một câu, bạn trai cũng tìm tới công ty rồi, tìm em để bàn về dự án Bắc Hồ, em đã cho anh ta leo cây hơn một tiếng đồng hồ rồi. Nghe vậy, Lục Cận Phong rất ngạc nhiên, vẫn chưa từ bỏ ý định xấu xa đó sao? Tô Yên cười, sức hấp dẫn của em đây không bị giảm đi so với trước kia đó nha. Đang nói chuyện, Tô Yên nhìn thấy có người tới rồi, nói em đi họp đây, cúp nha. Tô Yên nói xong, trực tiếp cúp máy, không cho Lục Cận Phong có cơ hội nói thêm vài lời. Lục Cận Phong nhìn chằm chằm vào thông báo video đã tắt, để tách trà xuống, la lớn, Hạ Vũ Hạ Huy. Đại ca, Hạ Vũ bước ra từ phòng bếp, khuôn mặt dính đầy vết cho, đôi mắt đỏ hoe, vì bị khói bụi bay vào mắt. Vừa rồi gã đang chuẩn bị nấu cơm, ngọn lửa từ thanh củi rất khó khống chế, gần nửa ngày rồi mà vẫn chưa nhóm được lửa. Đại ca, có chuyện gì vậy? Hạ Huy đi ra từ trong phòng khách, một tay cầm cây lau nhà, tay kia cầm rẻ lau, vừa nãy anh ta bị thầy Viên kêu đi dọn dẹp vệ sinh. Hai người giúp việc miễn phí, tội gì mà không xài. Lục Cận Phong nhìn bộ dạng lôi thôi nhếch nhác của hai người, ánh mắt trầm xuống, hai người đi chuẩn bị đi, xuống núi. Đại ca, nhanh vậy phải quay về rồi sao? Hạ Vũ ngẩn ra, không phải nói là muốn dụ Tần Nhã Hân ra ngoài sao? Không đi nữa, chưa dụ được Tần Nhã Hân ra ngoài, đã mất cả chì lẫn chài rồi. Hạ Huy vội vàng nói, đại ca, em lập tức đi lấy xe. Từng người thu dọn hành lý, nửa tiếng sau xuất phát. Cả ba người đi thẳng vào trong thành phố. Đi được nửa đường, Hạ Vũ nhìn thấy một chiếc ô tô đậu ở ven đường, nhìn kỹ thì thấy có hai người đang ngồi ở trên bệ đá ở ven đường, nhìn bóng lưng rất quen thuộc. Hạ Vũ hỏi, đại ca, anh nhìn người bên kia xem có thấy giống anh Vạn không? Trong đầu Lục Cận Phong chỉ đang nghĩ tới chuyện bạn trai cũ tới tìm Tô Yên, căn bản là không có để ý tới Hạ Vũ đang nói gì. Hạ Huy liếc nhìn, cũng có hơi hơi giống, ngay cả vị trí chát thạch cao cũng rất giống. Chiếc xe không có dừng lại, trực tiếp lái qua xe của Vạn Nhất và Lâu Doanh. Lúc này Vạn Nhất quay đầu lại nhìn, chỉ cảm thấy chiếc xe này rất giống xe của Lục Cận Phong, không nhìn rõ người trong xe, cũng không nghĩ nhiều. Xe chạy được một đoạn rất xa rồi,
Vạn Nhất hỏi Lâu Doanh người đang ngồi thẫn thờ ở bên cạnh, cô định ở đây bao lâu? Nếu không rời đi, còn có thể ngắm được hoàng hôn đó. Anh để ý tôi làm gì? Tâm trạng của Lâu Doanh không được tốt, vừa mới được yên tĩnh một chút, Vạn Nhất lại ngồi đây ồn ào. Lâu Doanh nhảy xuống bệ đá, nói, gà luộc, gọi điện cho đội trưởng lãnh hẹn anh ta ra đây, tôi mời anh ta đi ăn. Cô gây rắc rối cho tôi còn chưa đủ à, còn muốn đi gây rắc rối cho lãnh cục băng. Vạn Nhất vội vàng lắc đầu, hiện giờ anh ta đang bị đình chỉ công tác rồi, chắc chắn là đang bị người ta giám sát, nếu hẹn anh ta ra ngay lúc này, không chỉ gây nguy hiểm cho anh ta, còn có thể gây nguy hiểm cho cô nữa. Anh chỉ cần nói một câu thôi, anh có gọi hay không? Lâu Doanh thực sự không còn lựa chọn nào khác, cô ta không thể ngồi yên chờ chết như vậy được. Rất khó chịu. Lâu Doanh nhìn chằm chằm vào Vạn Nhất, đôi mắt trong veo, mím chặt môi, dáng vẻ của một người phụ nữ yếu đuối, khiến ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng. Được rồi. Vạn Nhất im lặng quay đầu lại, lấy điện thoại ra gọi, lãnh cục băng, tối nay đi ăn cơm một bữa, tôi mời, cậu nhất định phải đến. Sau khi Tô Yên để cho Sở Hướng Nam leo cây tận 2 tiếng đồng hồ, lúc này mới đi gặp anh ta. Tổng Giám đốc Sở thật sự rất kiên nhẫn. Cuối cùng Sở Hướng Nam cũng gặp được Tô Yên, Tô Yên trong trang phục công sở càng thêm nữ tính, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ của một người phụ nữ chuyên nghiệp. Tiểu Yên. Sở Hướng Nam đứng lên, cười dịu dàng, có thể gặp được em, đợi lâu cũng đáng. Tô Yên nhắc nhở, Tổng Giám đốc Sở, xin gọi tôi là Tổng Giám đốc Tô, hoặc là bà chủ Lục cũng được. Tên gọi Tiểu Yên mà Sở Hướng Nam cũng có thể gọi được sao? Ngược lại thì Sở Hướng lại không cảm thấy gì, mỉm cười, Tổng Giám đốc Tô, Tổng Giám đốc Tô. Tô Yên ngồi xuống, bắt đầu công việc chung, nói đi, Tổng Giám đốc Sở có ý kiến gì đối với dự án Bắc Hồ, tại sao tập đoàn Yên Phong lại phải hợp tác với các anh? Sở Hướng Nam cũng rất thành thật, Tổng Giám đốc Tô, chuyện của chúng ta trước đây đều là những chuyện không mấy vui vẻ. Thành thật mà nói, anh nghĩ chắc hẳn em cũng chưa nghĩ tới chuyện hợp tác với anh. Tôi thật sự không nghĩ tới điều đó. Tô Yên cũng rất thẳng thắn, nhân cách của anh, tôi tin không nổi. Người như anh, thì còn có nhân cách gì chứ? Sở Hướng Nam tự chế nhạo bản thân, hôm nay chúng ta khoan hãng nói về chuyện công việc, anh có chuyện quan trọng hơn, là chuyện mà em cũng rất hứng thú, Tổng Giám đốc Tô có muốn nghe không? Chương 324, các người không sợ Tô Yên là đại ca sao? Sở Hướng Nam thì còn có chuyện gì quan trọng chứ? Tô Yên tuy rằng rất tò mò, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nói nghe xem. Tổng Giám đốc Tô, cũng sắp 12 giờ trưa rồi, hay là chúng ta đi ăn trưa đi? Sở Hướng Nam nhìn đồng hồ đeo trên tay, nói anh đã đặt bàn ở nhà hàng Hoa Viên rồi, không biết anh có vinh dự được mời Tổng Giám đốc Tô đi ăn trưa không? Tô Yên lạnh nhạt liếc nhìn Sở Hướng Nam, cứ cảm thấy trong chuyện này có gì đó mờ ám. Thái độ hôm nay của Sở Hướng Nam rất tốt, cũng rất khiêm tốn. Đây không giống như Sở Hướng Nam mà cô từng biết. Tô Yên đột nhiên nhớ tới lời nhắc nhở lúc trước của Tô Vân, trong lòng cô cũng hiểu rõ ràng được phần nào. Gần đây thực sự rất buồn chán, và nếu ai đó sẵn lòng tạo niềm vui, cô sẽ chơi với người ấy. Được rồi, trước tiên cảm ơn Tổng Giám đốc Sở đã chiêu đãi. Tô Yên cười cười, trông rất đơn giản. Sở Hướng Nam thở phào nhẹ nhõm. Làm động tác nhẹ nhàng, Tổng Giám đốc Tô, mời đi hướng này. Tô Yên đứng dậy đi thẳng lưng ra ngoài. Đôi mắt Sở Hướng Nam miễn cưỡng liếc nhìn bóng lưng Tô Yên mấy lần, cô thật đẹp, thật bùng nổ và thật quyến rũ. Trái tim không thể kết nối luôn xáo trộn. Sở Hướng Nam sờ cằm, lập tức làm theo. Tô Yên gặp Lâm Vi ở thang máy, Lâm Vi, nói với Hinh Hinh rằng buổi trưa tôi sẽ không đi ăn cùng cô ấy. Lâm Vi kính cẩn đứng sang một bên ấn vào thang máy cho Tô Yên, được rồi, Tổng Giám đốc Tô. Tô Yên và Sở Hướng Nam vào thang máy, trực tiếp đi đến bãi đậu xe. Sở Hướng Nam muốn kêu Tô Yên lên xe của anh ta, nhưng anh ta còn chưa kịp nói chuyện, Tô Yên đã lên xe của chính mình. Sở Hướng Nam không nói gì, tự mình lái xe đi. Hai người đi về phía nhà hàng sân vườn. Nhà hàng Garden hoạt động rất tốt và gần như đã kín chỗ. Sau khi đỗ xe, Tô Yên cùng Sở Hướng Nam đi vào, lên lầu 3, khu vườn trên cao rộng lớn có phong cảnh rất đẹp, có rặng cây, nước chảy, cây cỏ và hoa lá, loại môi trường này khiến người ta cảm thấy rất thư thái. Tổng Giám đốc Tô, ở đây, Sở Hướng Nam dẫn đường. Tô Yên hỏi, phòng vệ sinh ở đâu? Ngay phía trước, quẹo trái.
Tô Yên nhìn thấy bảng chỉ đường nhà vệ sinh thì nói, anh gọi đồ ăn đi, tôi đi vệ sinh. Sở Hướng Nam nhìn Tô Yên đi về phía nhà vệ sinh thay vì cố gắng chuồn đi, liền cảm thấy thoải mái hơn một chút thì ngồi xuống bàn mình gọi. Sở Hướng Nam rất ân cần gọi tất cả món ăn yêu thích của Tô Yên. Tục ngữ nói, chỉ cần vung cuốc tốt, không có góc nào không đào được. Thực ra còn có một câu nói khác, chỉ cần nịnh nọt thật tốt, cũng có thể làm được một vài chuyện. Hình như Tô Yên tôi vẫn còn tình cảm với anh ta, nếu không cô cũng sẽ không đến ăn tối với anh ta. Tô Yên đang rửa tay trong nhà vệ sinh, vừa lau tay xong thì chuông điện thoại. Vang lên, là Lục Cận Phong gọi đến. Khóe miệng Tô Yên hơi nhếch lên, cô cố ý để vài giây mới bắt máy, anh Lục, có chuyện gì vậy? Một tiếng anh Lục cũng có thể khiến xương cốt của Lục Cận Phong rã rời. Gửi cho anh địa chỉ nơi em và Sở Hướng Nam ăn, anh đến ăn một bữa. Tô Yên không nhịn được cười, ôi, anh chịu xuống núi rồi sao? Nếu không xuống núi, chắc chắn sẽ không thể biết được rằng cô và Sở Hướng Nam đi ăn cơm chung với nhau. Anh vừa mới đến công ty, Lục Cận Phong rất chán nản nói, Yên Yên, anh đang nói chuyện với em đó. Tô Yên biết Lục Cận Phong là một cái bình giấm chua, cho nên trước đó đã cố ý nói Sở Hướng Nam đã ở đây. Chắc chắn, Lục Cận Phong đã bị lừa khỏi núi chỉ trong một câu. Nhà hàng Hoa Viên, vừa mới đến, tự mình tới đây đi, có lẽ còn có chuyện hay để xem đó. Em lại muốn làm chuyện xấu gì sao? Người tốt bụng như em sao có thể làm chuyện xấu gì, nói nhảm. Tô Yên khịt mũi, em cúp máy đây. Lục Cận Phong đã có được địa chỉ, cũng lái xe tới ngay lập tức. Tâm trạng của Tô Yên rất tốt, sửa sang tóc với quần áo một chút, sau đó mới đi ra ngoài. Tô Yên! Đột nhiên một người phụ nữ xông ra, hưng phấn ôm lấy cô, thật sự là cậu, rốt cuộc là cậu chăm sóc như thế nào thế, làm sao mà vẫn giống y như trước không hề thay đổi gì cả, làn da mềm mại như nước, thật đúng là khiến cho người khác ước ao. Tô Yên sững sờ vài giây, cô mới nhận ra người phụ nữ tóc ngắn trước mặt mình là ai. Tôn Oanh Oanh! Xem ra cậu vẫn còn lương tâm, vẫn nhận ra tôi. Tôn Oanh Oanh cười nói, từ sau khi tốt nghiệp xong hai chúng ta cũng chưa gặp lại nhau, nhoáng một cái, cũng đã nhiều năm rồi. Tôn Oanh Oanh và Tô Yên là bạn cùng lớp đại học, khi còn đi học, mối quan hệ giữa hai người không tệ. Cha, đã mấy năm rồi, cậu thay đổi rất nhiều, suýt chút nữa tôi đã không nhận ra. Tôn Oanh Oanh lạc quan vui vẻ cười nói, hẳn là đã thay đổi rất nhiều, nếu không thì mấy chục vạn cũng đã mất trắng. Mắt này, mũi, cằm này của tôi đều đã sửa lại hết. Tô Yên, thật sự dám nói. Những người khác phẫu thuật thẩm mỹ đều không công khai, họ đều nói rằng đó là tự nhiên, nhưng Tôn Oanh Oanh không hề có chút lo lắng đến điều đó. Tô Yên hỏi, sao cậu lại ở đây? Hôm nay họp lớp đại học, lớp trường gửi thông báo ở trong nhóm lớp, cậu không biết à? Tôn Oanh Oanh nhớ lại, hình như cậu không có ở trong nhóm lớp, Tô Yên, đi với tôi, nếu họ nhìn thấy cậu. Chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, cậu chính là hoa khôi của lớp chúng ta. Tôn Oanh Oanh, Tô Yên muốn nói rằng cô còn có việc phải làm, còn chưa biết phải làm thế nào, thì Tôn Oanh Oanh đã kéo cô vào phòng bao. Tô Yên, cậu có bạn trai chưa? Để tôi nói cho cậu biết, mấy bạn nam trong lớp chúng ta đều phát triển không tồi, nói không chừng còn có thể hẹn hò được đó. Khi Tô Yên còn đi học, không ai biết cô là thiên kim tiểu thư của nhà họ Tô, mà bây giờ cô đã bước vào vòng tròn hào môn. Những người ở ngoài vòng tròn như Tôn Oanh Oanh và những người khác có thể không biết một số tin tức. Tôn Oanh Oanh cũng không biết rằng Tô Yên đã kết hôn. Cô ta cũng không cho Tô Yên cơ hội nói chuyện, trực tiếp đẩy cửa một căn phòng bao ra, phấn kích cao giọng nói, mọi người xem ai đến đây, tèn ten, hoa khôi của lớp chúng ta, Tô Yên. Trong phòng bao có 20-30 người đang ngồi, mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tô Yên. Một số người ngạc nhiên. Trong khi những người khác không khỏi sửng sốt và ngay lập tức nhận ra Tô Yên. Mọi người đều đã 30 tuổi rồi, trên mặt cũng ít nhiều cũng có dấu vết của năm tháng, nhưng Tô Yên giống như là không hề có tuổi, bất kể là dáng người hay làm ra khuôn mặt, đều không thể nhìn ra được cô đã gần 30. Ngay khi xuất hiện, anh đã khiến cả bốn người vô cùng kinh ngạc. Bất ngờ vừa rồi, làm mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Sau vài giây bất ngờ ngắn ngủi qua đi, một người đẹp tóc dài cười khinh khỉnh, ồ, hóa ra lại là hoa khôi của lớp mình, mọi người tốt nghiệp lâu như vậy rồi, hiếm có khi tụ tập được toàn bộ như thế này, ngay cả hoa khôi của lớp cũng đến. Lớp trưởng Tề Tư Hải hoàn hồn lại từ kinh ngạc, nhiệt tình nói, Tô Yên, mau ngồi đi, phục vụ, thêm một cái ghế.
Tô Yên không muốn ngồi xuống, nhưng Tôn Oanh Oanh đã kéo cô cũng không thể rời đi. Đây là lần đầu tiên Tô Yên tham gia buổi họp lớp, cho dù cô chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã từng thấy heo chạy, cái gọi là họp lớp chính là một cuộc gặp gỡ so sánh. Quả nhiên, ngay khi Tô Yên ngồi xuống, mọi người ngay lập tức bắt đầu khoe khoang họ là giám đốc điều hành công ty lớn nào, bạn học nữ nào cưới ông chủ lớn nào, mua túi hiệu và trang sức gì, ai lại mở công ty giải trí kiếm tiền, giá trị công ty hàng năm hơn 100 vạn. Khoe một cách vô hình, khoe khoang sự giàu có của bạn một cách có chủ đích. Tô Yên vẫn luôn không lên tiếng, đột nhiên bị sướng tên. Người đẹp Tô, hiện tại cậu đang làm việc ở đâu? Không phải là giống trước đây ở trong tiệm ăn làm công cho người ta, rửa bát đấy chứ? Nếu như cậu có khó khăn gì thì nói cho mọi người biết, chúng tôi dù sao cũng phải giúp đỡ cho bạn học chứ. Mỹ nhân tóc dài lại bắt đầu chế giễu Tô Yên. Tô Yên đã từng vì vừa học vừa làm, đúng là đã từng làm rửa bát trong nhà hàng. Tôn Oanh Oanh thấy Tô Yên bị làm khó dễ, nói, Phương Ái Ái, cậu làm sao mà lại có thái độ thù địch với Tô Yên như vậy? Cậu ghen tị khi Tô Yên đẹp hơn mình hay sao? Khi Tô Yên còn học đại học, cô đã từng mâu thuẫn với Vương Ái Ái. Tôn Oanh Oanh không nói, Tô Yên thật sự không nhận ra vừa rồi Vương Ái Ái liên tục công kích cô. Tô Yên đánh giá Vương Ái Ái, tất cả các bộ phận trên khuôn mặt này có lẽ đều đã sửa hết, cô thật sự không nhận ra. Vương Ái Ái bị Tôn Oanh Oanh nói trúng tim đen thì trên mặt không nén được giận, tôi đây là đang quan tâm bạn học. Tô Yên nhẹ giọng nói, tôi không đi làm. Cô cũng không nói dối, cô quả thực không có đi làm. Chẳng qua là Lục Cận Phong đi vắng, cho nên cô mới tạm thời thay thế quản lý vài ngày. Vừa nghe Tô Yên nói không đi làm, khinh thường trong mắt Vương Ái Ái lại càng rõ ràng, người đẹp Tô, không lẽ là cậu kết hôn rồi ở nhà làm nội trợ sao? Tô Yên khẽ gật đầu, ừ, đúng vậy. Một câu thừa nhận này, khiến cho không ít bạn học nam trong phòng bao cảm thấy thất vọng, có một bạn nữ hỏi, Tô Yên, chồng cậu làm nghề gì? Anh ấy làm giám đốc điều hành cấp cao ở công ty nào? Nếu không thì gọi chồng cậu tới đây, chúng tôi gặp gỡ chút. Ừ, mọi người cũng muốn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào đã bắt được tứ đại mỹ nhân của chúng ta. Tô Yên, cậu cũng đừng xấu hổ. Cho dù người cậu kết hôn không tốt, bọn tôi cũng sẽ không chê cười cậu đâu. Đúng vậy, chồng tôi làm việc trong tập đoàn Yên Phong, một công ty lớn, một trong 500 công ty hàng đầu thế giới. Có gì khi về tôi sẽ nhờ chồng tôi tìm việc giúp chồng cậu. Một công ty lớn như tập đoàn Yên Phong, không phải ai cũng có thể vào được, chồng của Tô Yên sao có thể vào công ty lớn như vậy chứ? Nghe nói bộ phận an ninh của bọn họ đang tuyển người, để chồng tôi sắp xếp, có lẽ có thể giúp được. Chương 325, xem đi có phải vả mặt đến nhanh quá rồi không? Mọi người đều lấy Tô Yên ra trêu đùa, giễu cợt. Lòng thù địch của phụ nữ với phụ nữ luôn là thứ lớn nhất. Càng là phụ nữ xinh đẹp có bản lĩnh thì lại càng dễ bị người khác hắt bát nước bẩn, chỉ trích. Bởi vì 90% con người đều có một loại tâm lý gọi là tôi không quen nhìn người khác tốt hơn tôi. Nghe những người này trái một câu, phải một câu mang mình ra chê cười rồi chào phúng, sắc mặt Tô Yên vẫn rất bình tĩnh. Lớp trưởng Tề Tư Hải mở miệng, mọi người cũng bớt tranh cãi một tí đi, đều là bạn học. Không cần thiết phải gây ra chuyện khó xử như vậy. Đây là anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu thật sự có lòng muốn ngăn cản thì cũng sẽ không đợi đến tận bây giờ. Trong lòng Tô Yên đều rõ cả, cô bưng chén trà uống một ngụm rồi hỏi, xin hỏi chồng của cậu giữ chức vị gì ở tập đoàn Yên Phong? Người vẫn luôn khoe chồng của mình vừa nãy tên là Lý Hinh Nhi. Hồi đi học, Lý Hinh Nhi chính là người vẫn luôn theo sau đuôi Vương Ái Ái nịnh nọt. Lý Hinh Nhi tỏ vẻ tự hào mà nói, Chu Thành, chồng của tôi chính là giám đốc điều hành ở tập đoàn Yên Phong, quản lý toàn bộ khu vực Hoa Nam, cấp dưới cũng tầm 100 người thì phải, nếu trong mọi người có ai cần giúp gì thì cứ nói với tôi là được. Tô Yên tìm tòi trong đầu một lát, trong đám người phụ trách ở khu vực Hoa Nam cũng không có ai tên Chu Thành. Lý Hinh Nhi vừa dứt lời là đã có người bắt đầu nịnh bợ. Lý Hinh Nhi hưởng thụ nịnh hót của mọi người, người có hơi lâng lâng. Người đẹp Tô. Về nhà kêu chồng cậu đến tập đoàn Yên Phong, báo tên chồng tôi là được. Xem ra phải phụ ý tốt của cậu rồi, chân chồng tôi bị thương. Việc ở bộ phận an ninh, anh ấy không làm được. Vừa nghe thấy chân của chồng Tô Yên bị thương, trái lại mọi người còn có chút vui vẻ khi người gặp họa, lộ ra ánh mắt đồng tình. Tôn Oanh Oanh quan tâm mà nói, Tô Yên, vết thương của chồng cậu có nghiêm trọng không? Chồng của tôi đi làm ở bệnh viện,
nói không chừng có thể giúp đỡ. Tôn Oanh Oanh là thật lòng. Vẫn tốt, cảm ơn, Tô Yên nói, mọi người cứ ăn đi, tôi còn có việc, đi trước. Tô Yên thật sự không muốn so đo với đám bạn học cũ này, không vạch trần Lý Hinh Nhi, cũng cảm thấy việc này quá là không thú vị. Nhưng hành động này của cô ở trong mắt người khác chính là lâm trận bỏ chạy. Vương Ái Ái đứng dậy, kéo Tô Yên, người đẹp Tô, mọi người vừa mới tụ tập mà cậu đã đi rồi, cũng không nể mặt mọi người quá đấy. Cậu cũng đừng xấu hổ, đám người bọn tôi cũng không kỳ thị cậu ở nhà làm nội trợ mà. Vương Ái Ái ấn Tô Yên ngồi xuống, trong lúc tình cờ khoe cái vòng tay mình mới mua ra, cái này hết mấy vạn lận. Người đẹp Tô, phụ nữ ấy, vừa qua 30 một cái là sẽ già rất nhanh, cậu cũng không thể chà đạp bản thân như vậy, phải sống lành mạnh, phải dùng mỹ phẩm dưỡng da chút tốt, mặc quần áo tốt chút. Vương Ái Ái làm lộ cổ tay của mình ra, vòng tay sáng long lanh rất thu hút ánh mắt người khác. Ngay lập tức đã có người hỏi, Thuần Thuần, cái vòng tay này của cậu thật là đẹp, mua bao nhiêu tiền thế? Không đắt, cũng chỉ tầm 10 vạn thôi, trên mặt Vương Ái Ái là vẻ rất đắc ý, lòng hư vinh đã được thỏa mãn hoàn toàn. Cũng chỉ, Thuần Thuần, cậu cũng quá giàu rồi, vòng tay tầm 10 vạn, tớ chỉ nghĩ cũng không dám nghĩ. Tay Thuần Thuần nhỏ như vậy, đẹp như thế, phối với cái vòng tay này lại càng đẹp mắt. Tạm tạm, cũng không đắt, Vương Ái Ái nhìn như khiêm tốn, nhưng thật ra lại đang khoe giàu một phen, cô ta giữ chặt tay Tô Yên, người đẹp Tô, phụ nữ nên có ít đồ trang sức tử tế. Nói còn chưa dứt lời, Vương Ái Ái đã nhìn thấy vòng ngọc trên cổ tay Tô Yên, cô ta ngây ngẩn cả người. Cô ta là người rất có nghiên cứu với hàng xa xỉ, liếc mắt một cái là nhìn ra giá trị cực cao của chiếc vòng trên tay Tô Yên. Nhưng nghĩ lại, Tô Yên mặc đồ bình thường như thế, chắc chắn vòng tay này cũng không phải là thật. Đúng, nhất định là giả. Cũng có người chú ý đến chiếc vòng trên tay Tô Yên. Người đẹp Tô, cái vòng tay này của cậu thật là đẹp, rất đáng giá nhỉ. Thật ra mọi người cũng không nhìn ra được giá trị chính xác của chiếc vòng tay, chỉ là cảm thấy chắc chắn Tô Yên sẽ không mua nổi thứ tốt, hỏi giá cả cũng là cố ý làm nhục Tô Yên, khiến Tô Yên cảm thấy khó chịu. Tô Yên sờ sờ cái vòng trên tay, các cậu nói cái này ư. Chồng tôi đưa, anh ấy nói không đáng giá bao nhiêu tiền, bất cứ thứ gì trên đời này cũng không quý bằng tôi. Thật sự đừng trách Tô Yên, cô cũng không nói láo. Đúng là lúc Lục Cận Phong đưa cho cô đã nói như vậy. Đối với Lục Cận Phong mà nói, cái vòng tay với mức giá hơn 600 vạn này thật sự không đáng giá tiền, Tô Yên mới là vô giá. Vừa nghe thấy là chồng Tô Yên tặng, lại không đáng bao nhiêu tiền, mọi người lập tức hiểu thành thật sự không đáng tiền, chính là hàng vỉa hè. Nhưng mà tiêu phí không đáng tiền trong nhận thức của Lục Cận Phong với không đáng tiền trong mắt bọn họ, hoàn toàn không phải cùng một khái niệm. Lý Hinh Nhi mở miệng, Tô Yên, đàn ông bây giờ ấy, rất biết nói lời đường mật. Đừng để cho người ta lấy hàng vỉa hè ra lừa. Tuy rằng nói tình nghĩa là vô giá, không quan tâm đồ đắt rẻ thế nào, có thể cậu biết rõ những lời nào là thật lòng, những lời nào là lừa dối. Mặc dù nói người đàn ông tiêu tiền vì cậu không chắc là người yêu cậu, nhưng người đàn ông không muốn tiêu tiền vì cậu thì nhất định là không yêu cậu rồi. Mọi người đều cảm thấy Tô Yên thật ngốc, bị chồng mình lấy cái hàng vỉa hè ra lừa mà cũng vui vẻ đến mức như vậy. Tô Yên rất đồng ý mà gật gật đầu, cậu nói đúng. Làm phụ nữ ấy, nhất định không thể để đàn ông dùng lời đường mật lừa, phải cẩn thận. Đây là Tô Yên đang nhắc nhở Lý Mạt Nhi, nhưng người khác lại cảm thấy Tô Yên là đồ ngốc, còn không hiểu trong lời này có ý gì. Ánh mắt mọi người nhìn Tô Yên từ khinh bỉ đến khinh thường, cuối cùng biến thành đồng tình. Địch ý của mọi người với Tô Yên cũng ít đi nhiều, thấy cuộc sống của Tô Yên không tốt, còn bị đàn ông lừa bằng lời ngon tiếng ngọt, trong lòng bọn họ cũng thoải mái, lập tức có một loại cảm giác ngồi tít trên cao. Một cảm giác ưu việt khi cao hơn Tô Yên. Có phiến lá xanh là Tô Yên này thì mới có thể làm nền cho những đóa hoa hồng là bọn họ. Thấy Lý Hinh Nhi còn chưa kịp phản ứng, Tô Yên hỏi, cậu và chồng của cậu kết hôn được bao lâu rồi? Lý Hinh Nhi cười rồi nói, mới vừa kết hôn được một tháng, bọn tôi là kết hôn chớp nhoáng, vừa thấy đã yêu, chồng của tôi là người bản địa, dòng dõi nhà có học, cha mẹ đều là giáo sư ở đại học. Kết hôn chớp nhoáng, cũng khó trách. Tô Yên nghĩ đến lúc trước bản thân cũng bị Lục Cận Phong lừa. Lục Cận Phong là giả nghèo, không biết chồng của Lý Hinh Nhi là giả vờ hay thật. Đúng lúc này, điện thoại của Lý Hinh Nhi vang lên, mắt nhìn điện thoại, cô ta cười nói, chồng mình cũng ở ngay bên cạnh, tôi đây lập tức gọi anh ấy đến làm quen với mọi người một chút. Tô Yên,
đợi lát nữa tôi nhất định sẽ cố gắng thay cậu nói chuyện trước mặt chồng tôi, tìm công việc cho chồng cậu. Nói xong, Lý Hinh Nhi lập tức đi ra ngoài, vội vã muốn mang chồng mình ra khoe một phen. Trong lòng đám người đang ngồi đều biết rõ, trên mặt hiện ra ý cười nhưng trong lòng thì lại vừa ghen ghét vừa không được tự nhiên. Không lâu sau, Lý Hinh Nhi đã dẫn theo một người đàn ông quay lại. Dáng vẻ của người đàn ông được coi như là không tệ, mặc vest đi giày da, toát ra phần khí chất của giám đốc điều hành. Đây là chồng của tôi, Chu Thành, vẻ mặt của Lý Hinh Nhi đầy tự hào mà giới thiệu với mọi người, trước mắt phụ trách khai thác thị trường của tập đoàn Yên Phong ở khu vực Hoa Nam. Chào mọi người, Chu Thành vẫy vẫy tay với mọi người, vô cùng khí phách mà nói, bữa hôm nay, nhớ ghi tên tôi nhé. Hinh Nhi, chồng của cậu ra tay thật hào phóng. Vậy chúng tôi cảm ơn trước, chúng tôi sẽ không khách khí mà chọn. Lý Hinh Nhi đầy phơi phới, vung tay lên, muốn ăn gì thì cứ tùy tiện gọi. Nói xong, Lý Hinh Nhi đưa Chu Thành đến trước mặt Tô Yên, chồng à, đây là bạn học của em, chân của chồng cô ấy bị thương, không có công việc. Anh giúp họ sắp xếp một công việc ở tập đoàn Yên Phong, đều là bạn học, nên giúp đỡ nhau mà. Nói là giúp đỡ nhau, nhưng thật ra là đang biểu lộ bản thân ở trước mặt Tô Yên. Tô Yên ngồi ở đó cười dịu dàng, Chu Thành vừa nghiêng đầu nhìn thấy Tô Yên, sắc mặt lập tức thay đổi lớn, thiếu chút nữa mềm cả chân, anh ta run rẩy mà gọi Tổng Giám Đốc Tô. Một tiếng Tổng Giám Đốc Tô khiến mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Tô Yên. Lý Hinh Nhi cũng ngờ vực, chồng à, cái gì mà Tổng Giám Đốc Tô? Chu Thành nơm nớp lo sợ mà nói, vị này chính là bà chủ của tập đoàn Yên Phong, Tổng Giám Đốc Tô. Lời này giống như sét đánh ngang tai. Thế mà Tô Yên lại là bà chủ của tập đoàn Yên Phong. Vậy vừa rồi bọn họ còn liều lĩnh đi chế nhạo người khác, tuyên bố phải tìm công việc cho người ta. Ánh mắt của mọi người nhìn Tô Yên lập tức thay đổi. Ghen ghét hâm mộ, kính sợ. Tô Yên cũng nhận ra Chu Thành, cô cười cười, trưởng phòng Chu, xin chào, vừa nãy tôi nghe vợ anh nói, anh quản lý toàn bộ thị trường của tập đoàn Yên Phong ở khu vực Hoa Nam, khi nào bộ phận an ninh quản lý lên cả bộ phận thị trường rồi. Bộ phận an ninh, mọi người đều kinh ngạc, sau khi khôi phục tinh thần thì nói, Lý Hinh Nhi, hóa ra chồng của cậu làm bảo vệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 19.